Mà cái chữ nó nằm sao chữ đứng. Hello, hello, xin chào bà cô chú anh chị em nha, không biết sao sửa nữa. Mà cái máy bị kỳ như vậy. Ai biết đâu, biết sao sửa đâu. Ok. Rồi xin chào bà cô chú anh chị em nha, cuối tuần vui vẻ nha. Đó. Mình phải vô đây như chào hỏi vô cái máy này mới được, tại không biết thấy hình nó, cái hình nó thấy nằm ngang hay nằm đứng vậy ra ông bà cô chú anh chị em. Mình vui vẻ nha. Đó. Mình phải vô đây chào hỏi vô cái máy này. Em làm gì? Không biết thấy hình nó, cái hình nó thấy nằm ngang hay nằm đứng vậy ra ông bà cô chú anh chị em. Em làm gì vậy? Em làm gì? Cái máy anh vô nhưng mà em mở cái điện thoại của em kìa. Trời ơi. Giữ giùm chủ làm gì đâu. Trời đất ơi. Bây giờ biết sao vô nè. Giờ cái máy nằm ngược để đọc chữ không được luôn rồi. Hai trời phải đứng lại cùng với anh Handy. Xin chào nha. Trời ơi, ủa sao nghe em hát gì đó hết hay quá. Hay ghê. Hát vô cái bị gậy luôn á. Bị gậy luôn là sao? Nó cho gậy luôn chứ sao, nó đâu cho hát, nó không cho hát, cứ ngồi hát hoài. Hát mà cứ trời. Nó biết tới giờ nói trước rồi. Ghê. Giờ sao đây, em biết đâu rồi cái máy. Để máy thẳng thì khi mà nó chiếu ra đó thì nó, khi mình chiếu ra nó bị cái gì đó. Mà nhưng mà em coi đâu có bị đâu. Có không? Sao mà chữ của mình sao nó nằm theo cái chiều đứng. Nên đọc cái nghiêng công lên vậy nè nó mới đọc được. Giờ phải lấy cái máy này ra. Chờ chút nha mà vì lý do kỹ thuật nha. Vì lý do kỹ thuật xin lỗi các bạn kìa đó, bởi sao nó nằm ngang vậy ta. Cái chữ nó nằm đi vậy nè, sao mình đọc không có được. Ông bà cô chú nha. Nên đọc không có được. Đó, chữ nằm ngang em biết đâu nè. Có cách nào quay lại không ta? Ai biết đâu nè. Giờ anh để quay lại coi, cái máy gì coi. Gì hả? Thì máy vậy thì được. Nhưng mà đọc gì xui vậy được, nhưng mà lúc mà chiếu mà không biết. Đâu anh quay cầm để quay game coi coi, em coi cái phone em coi. Xin chào nha, xin chào Diệp VPN, Diệp Võ VPN, VPN chào cuối tuần vui vẻ. Candy Trần nha. Xin chào, không biết cái nào nó. Đó anh để vậy thì em thấy nè. Rồi xong, bị hư rồi. Hả? Cái máy nó bị rồi. Thôi rồi lấy. Nè, anh để ngay á thì coi được, anh để ngay lại. Anh để gì? Cái máy nó không cho. Không cho hả? Ừ. Đó vậy đó. Để đứng khi mà mình lên phim á thì lên. Anh vô cái YouTube á, lúc mà lên YouTube á thì cái máy mình đứng cái hình nhỏ mình nhỏ xíu à. Đó. Cái hình nó thon nhỏ lại hả? Ừ. Không biết sao Ru thấy nó lại được đây. Bây giờ mình để về nó không cho, giờ nằm ngang gì luôn rồi. Kỹ thuật nha, vì kỹ thuật nhân vật của chú để. Không biết sao chỉnh lại nữa. Phải chắc để đứng về luôn đi, vì nói chuyện tâm sự
tâm sự hơi loài chim biển đi. Ơi, rồi đại đi nha. Ơi, rồi đại về đại mình nói chuyện luôn, em ngồi đây nè. Ngồi đi em. Để về thì được, nhưng mà lúc khi mà khi mà mình chiếu ra cái tivi thường của mình á, khi mà mình upload lên lại cùng mấy cái máy đó, nó nằm nghiêng, nó nằm đứng theo cái chiều cái chiều cái điện thoại của mình, hay là nằm ngang chiều dài. Hiền, Đoàn Đức Hiền xin chào nha, xin chào tất cả, xin chào cả nhà mình nha. À, thì cuối tuần ngày hôm nay lâu thì mình lên trên mạng mình tâm sự tình thương mến thương nha, để chia sẻ những gì mình có cuộc sống của mình là gần đây đó, thì cuộc sống của gia đình Lộc là ok rồi, bây giờ là ổn định rất là nhiều ha. Đó không, giờ nó không ra cái hình nhỏ xíu vậy đó, anh thấy không, thấy cái hình nhỏ xíu đâu có thể đình ngang được đâu. Đó, hồi nãy anh chỉnh hoài chỉnh không được nữa, lúc đầu anh chỉnh tới giờ vô phim nãy. Ok rồi, được rồi. Đó, như vậy cũng nhìn cũng được, nhưng mà tại cái hình nó nhỏ lại, hết mắt anh khúc vậy nè, nó mắt hết hai bên hông rồi. Đẹp trai mà thấy khúc cũng thấy đẹp trai à, đừng lo. Ngồi 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 đấy, làm gì chùm cái mền thấy ghê vậy, ngồi dưới đây nè, ngồi ghế nè. Đó. Đó. Để xa xa chút nè, đó, được chưa? Rồi. Good rồi. Ok đó. Thì tất cả ông bà cô chú anh chị em mình có gì cuối tuần có đi đâu chơi không nè, có làm cái gì vui không cho gia đình của mình không? Ừ. Lộc Phạm sống vì gia đình, vì con, ai nói khẩu nghiệp của họ. Không sao đâu, thì là làm dọc là giờ cũng học bài học được con bài học lần đó rồi, thì thôi mình im hơi lặng tiếng cho chắc ăn đi, ai nói gì nói. Nó làm gì vậy, vô mặc áo luôn đi, vô trời quấn cái mền coi, giống mấy bà ở miền núi là đưa người ta coi cái lại chiếu ra coi, lại chiếu ra coi nè, giống mấy bà miền núi à, lạnh đó, giống mấy bà miền núi không, ở nhà vô duyên dễ sợ. Chào Ngọc, chào Nhan nữa. Tự nhiên lên đây ngồi nè. Trời ơi, đứng đó hoài. Đó. Rồi. Em đang coi anh nè. Có gì Nguyễn Lê Thuyết chúc gia đình hạnh phúc gì đó, thì tất cả thì ở đây Lộc cũng gia đình Lộc cũng may mắn, Lộc chứ Thấm cũng may mắn là kiếm được cái căn nhà này, kiếm được cái căn này trong lúc là đang đi đang chuẩn bị cũng sắp sửa, cũng như đang đi coi tư vấn đi kiếm nhà cửa này kia đó, thì hên là gặp được cái này mua luôn đó, lấy luôn cái này cho nó tiện và lợi cho tất cả mọi mặt hết luôn đó, nó tóm lại là cho tất cả mọi mặt hết, khỏi lo lắng về điểm tín dụng nè, rồi về tiền vay nhà băng, tiền lời tiền lãi của nhà băng nó nặng lắm, nó mua nhà là tiền lời nó cao lắm, 10.11 chấm nhiều khi đó, tại mình không đủ điểm nữa nó lên cao nữa đó, cho nên rất là khó ha. Rồi Ngọc Châu bên chị là sáng chủ nhật, ok anh chị cứ như vậy hoài, tụi nó tức lắm, kệ đó, thì cuộc sống của mình đây bây giờ Lộc với Thấm là lo cuộc sống thôi, chung vui với lại cộng đồng mạng của mình, chia sẻ tình thương mến thương, thì đúng ra đó trên cái mạng xã hội này thì mình những nơi nào, những người nào cơ nhở, thì mình cũng như là nhờ những cái YouTube này mà mình chia sẻ và đưa tới những thứ cần thiết cũng như vật chất hay là tiền tài gì đó, đưa tới cho những người cơ nhở, để mà cũng thông qua người trung gian để mà giúp đời. Cái đó là cái tâm, cái tánh của mình, cái con người của mình tốt thì mình giúp người như vậy thôi, chứ ở đời mà đâu có biết được ngày mai, bữa nay vậy mai sao đâu, đâu có ai biết được, cho nên mình làm được những việc tốt mình cũng phải, ai cũng vậy thôi, cũng phải nhờ qua những cái YouTube, những cái kênh khác mà để đi giúp đời. Mình bữa nay mình ở đây mình không có cái, cũng như mình không có cái kênh mình làm chủ kênh, thì mình cũng phải nhờ những khác, cũng mình thấy những cái gia đình đã tội mình cũng phải nhờ những người này người kia, mình chia sẻ rồi mình chuyển những cái món đồ ăn hay là quần áo hay là tiền gì đó tới những người đó để mà chia sẻ, chứ không phải mà lên mà cứ mà bạn bè rồi đâm sau lưng chiến sĩ chơi của đó thôi, mình cứ
bình thường đi, mình sống thì mình giúp được ai đó thì mình kỳ sức kỳ trong cái những cái kênh như vậy. Lộc với ý Lộc nói là trên tất cả cái thế giới này ha, trên tất cả cái thế giới này thì có nhiều người Việt mình đi năm châu cũng bể, đi phi châu, đi bất cứ nơi nào, người ta làm vẫn làm việc thiện và cũng đầu tư, cũng như là đầu tư cũng là cũng vì cái cũng có lợi mà cũng có cái vất vả trong đó, chứ không phải là không có nhiều thứ, chứ không phải mà ngồi đó mà cứ ai muốn nói gì nói rồi vì một chút ghen ghét hay là một chút tư lợi gì đó mà lên nói năm này qua nói nay đã bao nhiêu năm rồi, ngày tháng đã trôi qua biết bao nhiêu, mà rốt cuộc thì sao? Thì để cho thiên hạ biết được cái mặt xấu của mình thôi, chứ đâu có ai làm được cái gì, đúng không cả nhà? Đó, đó. À, rồi thì Annie Family, hello em. Chúng xấu, đợi chúng xấu. Trời ơi, đợi chúng xấu. Chúng xấu rồi chị ơi. À, nhìn lại đây nè, lại đây người ta thấy em muốn làm gì vậy? Tự nhiên trời đứng đó nhảy mình. Đó. Ta đang hát karaoke vậy, cái tắt của người ta. Đang hát karaoke gì nữa trời, người ta đưa 9 giờ, nó hẹn 9 giờ rồi. Ừ. Còn ngồi ca hoài, ca hồi nữa vô nó cho cây gậy luôn hết ca. Thì lúc này thì cũng vậy thôi, lúc này Lộc cũng vẫn đi làm DoorDash, thì ngày thường thì vẫn đi làm DoorDash bình thường, không có cuộc sống của Lộc giờ bây giờ có như là thích thì làm, không thích ở nhà đó. Rồi bây giờ cuộc sống của mình bây giờ cũng như là đã có như là ổn định rất là nhiều. Bây giờ tại vì hết tất cả tài sản đã dồn vào hết những cái căn nhà này gần đây thôi. Giờ cho nên phải từ từ mình dành dụm lại, sau đó thời gian mình dành dụm để dành tiền để cho cuộc sống sau này của mình. À, để cái đồng tiền của mình làm sau này. Bây giờ cho đi. Nói tiền nữa hả thầy? Vậy em lên nói đi, em nói thì nói. Trời ơi, con mặc đồ vô. Nếu mà mấy bà ở miền Tây, không phải mấy bà ở miền núi. Đang mặc cái đồ ngủ cho nên em dám ra đây đi thay đồ đấy. Ừ, trời ơi, kêu nãy giờ ngồi hát rồi chùm cái mền, cái gốm. Đi em, đi lên. Để dựng lên gì nè anh, để kỳ anh. Cái máy đâu dựng đâu được, dựng. Được má. Cái cây đó dựng không được, cây này dựng không có được, để lấy cái cây kia. Mà không có pin sao? Hả? Có pin chứ. Giờ có hai đứa nhà cho nên cũng buồn. À, thì bữa nay là anh này đi về nội chơi rồi, anh này đi về nội. À, cho nên anh chị chúc anh chị một ngày vui vẻ và cảm ơn. Sorry nha, sorry chút nha. Để đổi cây. Sorry nha. Đại chúc nhân kỹ thuật vì lý do kỹ thuật đã lâu không có làm cái này cho nên hoặc không có rành gì mấy cho nên nhiều cái nó còn lập chụp. Nhiều thứ nó còn bị không có đủ tiêu chuẩn. Giờ để cây lên. Rồi. Bây giờ là nói thoải mái luôn á. Nhà có mấy cây mà không có cây nào mà xài ngon á. Rồi. Cuộc sống mình là thế. Chứ hai Vinny, Villa, Andy, hai chào khỏe không? Ở Nam mình mới sao mình để cái máy thôi, thành máy đứng luôn rồi, hết nằm rồi. Lúc trước mình để nằm được, xong giờ xong để lúc nằm thì cái chữ nó đi nghiêng, không biết giờ để rồi để đứng luôn. Đó, mình lên mình tâm sự nói chuyện vui vui thôi. Thì đúng ra đó thì Lộc cũng muốn lắm, cũng muốn nói vài lời cho cái đám bên kia, nhưng mà thôi tại thấm cản hoài, thấm nói hoài cho nên mình khỏe đi thang kêu. Thấm ngăn cản hoài cho nên mình cũng kiềm chế, cho nên không nói, không đụng chạm tới nữa. Chứ Lộc ra thật thì không ai sợ ai cả. Đó, cuộc sống của mình thì mình sống vậy thôi. Sáng. Hả? Cái gì sáng? Cái đèn. Cái đèn sáng tốt chứ sao? Hello bà cô chú nha. Đó, người yêu xuất hiện. Đó. Trời ơi, người yêu đồ ghê quá. Cái gì mà nấy né hoài, taxi bên đây, chạy bên đây, chạy bên ghế ngồi nhé.
làm gì em cứ hello. Hay có cái tật gì này xương sát vô cái chúng vậy không biết làm gì coi cái chữ á, cái chữ em có cái máy cho em kìa. Đâu em làm nhìn coi cái máy của em thôi chứ em hay có cái tật gì nè. Không thấy đường nhìn sát mới thấy đường chứ ngộ ghê. Thì già rồi mắc yếu. Mấy anh em ơi, chính nghĩa như vậy Andy đời con lai cũng khuyên Lộc rất là nhiều đừng có xía vào cái những cái chuyện này. Để tới đâu cho đó, cứ chưa tới lúc để mà sống chết thôi. Đó là hiểu rồi. Nhưng mà thôi vậy nè, nhưng mà nói tới Hằng thì hôm qua có nói chuyện với Hằng về cái răng của Lộc, nhưng trong lúc đó tình cờ thôi, cũng tình cờ là nghe ngay lúc đó Hằng đang ở dưới suối luôn, đang ở dưới suối ngay chỗ con gà anh Kỳ đã qua đời đó, ngay trong lúc đó là Hằng đang ở dưới đó luôn, giúp đỡ cho cái anh Kỳ ở cái cuộc sống ở dưới những anh em vô cư. Người nào cũng vậy hết, thời gian rồi cái chất cấm đó ăn vào xương tủy của mình rồi từ từ rồi mình cũng chỉ là thời tiết nó cũng phải làm cho mình tuổi thọ của mình đứt ngang, cho nên dễ đi đời, dễ theo diện ông bà của ông bà lắm. Cho nên người nào thay đổi được cuộc sống tớ sớm thì còn sống dài chút xíu, còn người nào mà cứ đụng chạm tới cái chắc cấm đó là có cũng sớm hay muộn, chứ năm nào cũng có một hai anh nằm thẳng cẳng luôn, nằm dưới suối thẳng cẳng, năm nào cũng có hết chứ không phải là thẳng cẳng gì vậy. Nhưng Kỳ mới chết đó, mới chết qua kia. Đừng nói chuyện vui đi, vui gì thì nói chuyện thì là có chuyện rồi thì đó nhớ nói với từ gì cái cuộc sống của Lộc đã dính liền, không bao giờ quên được những cái kinh nghiệm đã trải qua trong cuộc đời của mình, đã dưới suối bao nhiêu năm rồi, thì rút rẻ những cái kinh nghiệm đó. Nhưng mà thấy những anh em như vậy, mình cũng thấy buồn dùm cho những người đó và gia đình cho người đó. Luôn cái anh của Lộc nữa, anh của Lộc cũng vậy, Lộc khuyên bao nhiêu lần cũng vậy, rất là nhiều lần chứ không phải là không khuyên. Lúc mà còn ở chung nhà luôn đó, là còn ở chung nhà mà lúc đó là cũng hai mấy năm trước, lúc mà mới tổng qua Mỹ, từ lúc qua Mỹ làm được 1-2-3 năm đầu á còn ok, mà sau mấy năm sau đó là coi như là dính tới bây giờ luôn. Đi vô trường cai biết bao nhiêu lần luôn á mà cũng không thoát nổi cái cảnh đó. Nó nhưng mà Lộc thì không biết sao, thì trời thương thì chỉ đậu mạng có bà đậu mạng, cho nên cái mạng Lộc còn giữ cái ngày hôm nay và được những gì mình chịu khó mình làm đó, cho nên mới có ha. Rồi thì em nãy thì em đi đâu không chịu đọc cái thông mạnh cho người ta để người ta nói chuyện, em đi tới đi lui đi lấy mặn ăn vô duyên rồi. Trời ơi, đây stream cái lên lấy mặn ăn là sao, thèm mặn. Anh Lộc trả lời đi anh Lộc. Có baby rồi. Chị Thấm hỏi yêu anh Lộc kìa, trả lời yêu gì? Anh được không thì chị yêu không yêu anh đâu cần yêu đâu, anh đâu cần yêu đâu, cần có người hữu hỷ mỗi đêm là được rồi, không cần yêu. Giờ yêu bây giờ già rồi, người giờ năm mươi hai rồi, yêu gì nữa, miễn sao có người trong cuộc sống của mình thì có người hữu hỷ cho đến hết hết cuộc đời này là vui vẻ rồi, đúng không? Đó, có người thương mình, lo cho mình đầy đủ, mình ăn cái gì là có người nấu cho mình ăn. Trời ơi, rồi đi đâu mà tìm mấy cái đậu này. Lộc Hương Nguyễn chúc anh chị nhiều sức gia, chúc cho tất cả mọi người và cuối tuần vui vẻ nha. Michelle Nguyễn em đi ngược lên. Quy Phú Quốc bỏ đi anh Lộc, ai nói kệ ai. Trời. Đi nghe lời chị Thấm, đi vợ con là tất cả nơi, đúng rồi. Đó thì cũng Lộc cũng đã kìm lòng lắm đó, Lộc cũng nhẫn nại, cũng nhiều lúc cũng xía vô vậy thôi, chứ bây giờ là không phải là để mình đi làm những cái chuyện đó nữa, không còn có ý nghĩa với cái vấn đề này nữa. Cái người thật sự muốn làm á, cái người mà chính á,
chưa lên tiếng thôi, mình cũng từ từ thôi ha, mình cũng dạng vậy đi ha. Tiên Nguyễn, hai vợ chồng siêu dễ thương, cảm ơn rất nhiều Tiên Nguyễn. À, Thẩm không biết sao tại nay mình đang biết sao lúc chiều rồi rủ lên livestream dữ lắm. Ông rủ đó rồi đó nha. Đi sell hết la. Tại em sợ anh ở nhà buồn cho nên rủ vừa kêu lên livestream rồi cho vui. Giờ cái thì mở livestream cái trốn. Đâu có trốn đâu, em đang gọt cái này mà. Tự nhiên livestream đi làm ăn trời vô duyên dễ sợ. Ăn vừa tâm sự với cả nhà. Có không? Có thấy có đâu có thấy mặt ai đâu, thấy mặt em đâu. Em thương anh ghê không, sợ anh buồn nè. Đúng ra cuối tuần là phải đi vòng vòng ăn uống đi chơi nhưng mà không có đi, cho nên ở nhà cho anh livestream, để rủ anh livestream để lên đây nói chuyện với cả nhà ông bà cô chú cho anh đỡ buồn, thấy không? Vậy sao? Trời đất ơi, có ai mà tâm lý giống như em không? Quá tâm lý luôn. Quá tâm lý luôn phải không cả nhà? Thấm là tâm lý lắm á. Ê Châu Ngô rồi, lâu quá không thấy nha, nhìn thấy cuộc sống anh chị đầm ấm hạnh phúc. Vậy khán giả ai cũng vui mừng cho anh chị. Anh Lộc nghe lời anh khuyên chị Thấm. Anh Andy, anh đợi con like, anh đừng đụng đến mấy kênh đó để cuộc sống bình yên. Không sao đó. Không sao đó, mình có đụng cũng không sao. Nhưng mà tại vì không phải là đụng không sao, nhưng mà không có cần thiết. Không cần thiết, tại vì đúng là tụi nó không có đó, không có giờ nói thực tâm mà nói đi à, thật tâm mà nói đi. Từ trước tới giờ, từ lúc 2 năm nay, từ lúc mà bắt đầu câu chuyện tới bây giờ, có một người nào trên tất cả cộng đồng mạng của mình nha, có một người lật đọc câu hỏi, nhưng có một người nào thấy và chứng minh được giấy trắng mực đen nào mà nói người ta như vậy không? Có bao giờ thấy một cái giấy trắng mực đen nào của cái YouTube đó? Không, nói thật, không nói là nói thật luôn. Nói thật thì có bao giờ chưa? Có bao giờ mà thấy được cái một cái chứng thực nào một lần một thôi để cho chứng tỏ rằng cộng đồng chị Thấm quá những, ok Andy, những mạnh thường quân sẽ giải quyết cho tất vậy? Cả như mọi vấn đề đúng không? Bao giờ mình bao giờ chưa bao giờ thấy tất cả, nhưng mà Lộc không ok đâu anh ơi, em tào lao. Lộc thấy là những có người mạnh thường quân gửi thư gửi từ Nhật ăn mặn nghe ông bà của chú anh chị em ơi, thấy hết như cả Andy này kia rồi, thấy hết tất cả những bằng chứng đó. Đó, nhưng mà bên kia thì mình chưa bao giờ thấy những bậc chứng đó, mình chưa bao giờ thấy một cái lời lẽ, thấy một cái lý luận, một cái lý thôi, nói về lý thôi mà chưa họ cũng đuối cái lý đó đối với những cái kênh chính nghĩa anh em mình rồi. Em lối sống em lại khác, nếu mà ai làm gì sai á có ông trời biết. Làm gì mà sai với lương tâm mình là tự lương tâm mình nó sẽ trả lời với mình, đừng lo. Bởi vậy nói tới lương tâm á thì không biết cái lương tâm cũng là con người. Mà tại sao một bên lương tâm như vậy, một bên là cái lương tâm em thấy là người quá tuyệt vời, sao không biết nữa. Anh Lộc có phước lắm, thấy chưa, anh có phước lắm anh mới gặp em đó. Này cái này phải nói ngược lại nha, có Thấm phước, có phước lắm mới Lộc gặp đó. Được Thấm anh là có phước lắm anh mới gặp em đó, tu mấy kiếp luôn á. Em phải nói ngược lại, cho nên là bây giờ em vẫn ngồi ăn sung sướng cho anh, bao nhiêu việc nhà anh làm hết từ trong ra ngoài. Cái việc nhà là chuyện nhỏ, nhưng mà cái tâm lý và cái cách sống á mới là cái quan trọng. Còn cái việc làm lặt vặt nhà cửa còn đi làm đó là cái chuyện đó là chuyện bên lề. Còn bên lề cái lối nữa. Sống á, cái lối sống giữa người với người hiểu nhau á, cái đó mới gọi là bền chặt. Đúng không ông bà cô chú anh chị em Thấm nói có đúng không? Chứ còn việc nhà làm cái đó như này, cái này là yêu thương em nè không? Anh là Lộc yêu. Từ cái gì? Hello anh Lộc chị Thấm. Tu tám kiếp mới gặp nghe được chị Thấm. Hello nghe chị Thấm mẹ kêu. Gì cái mẹ kêu? Anh Lộc từ tám kiếp, mới kiếp. Gặp được chị Thấm đó. Đúng rồi đó, em nói mà Châu Ngô 20 năm tu bình anh đi anh Lộc tu tu bình lâu 20 tu bình 20 năm gặp được chị Thấm. Tu 20 năm đó mới gặp được thì người ta lên núi mình xuống suối, người ta tu mình xuống suối, mình tu 20 chào năm. Anh Andy kìa, anh Andy ơi, chị Châu Ngô chào anh. Mình là gì, người ta lên núi ta tu, Lộc xuống suối Lộc tu, nó tu Cường Nguyễn được xin vậy. Chào xin chào anh Cường Nguyễn nghe, chào gia đình, xin chào Sang Nguyễn, cho đây Sang Nguyễn Văn, chào về chồng tâm sự mình vui vẻ vào những ngày cuối Nguyễn tuần. Lê Tuyết TV, những anh em nào, những anh chị em nào muốn lập kênh để mà vui vào những giờ tuổi già đó, chào cô thì chú cứ hỏi những anh em, Tú Ly chính nghĩa đó nha.
Chào Tú Ly nha. Cái nghĩa, cách thức làm mà lập cái kênh như thế nào rồi để sau này của tuổi già mình đi để quay về cuộc sống của mình, tôi bị chiêu hello vui vẻ đó, yeah, để cũng vui lắm, có cái kênh mình cũng vui lắm, có cái kênh này cũng là một cái thú vui đó, mình làm cho thêm cái thú vui của mình chứ, để mà mình có một cuộc sống nó tốt đẹp, những cái cảnh quay ăn chơi bạn bè này kia tới nhà thăm miền quê những cảnh kỷ niệm đi. Chào chị Châu Ngô. Cho nên nhưng muốn ai những ai mà muốn lập những cái kênh như vậy rất là dễ, không có khó đâu, nhưng mà có cái là bước đầu tiên là phải cần giờ, cần những lượt đăng ký và lượt xem bao nhiêu giờ đó thì mới được mở kênh, mở quảng cáo. Thì những cái đó không có quan trọng đối với cuộc sống của những người ví dụ những người có đầy đủ rồi thì cái đó không cần thiết, thì chỉ là cái cho cái cuộc sống vui vẻ thôi nha. Cả hai kiếp trước đều có tu nên giờ đây mới được hạnh phúc. Hạnh phúc không? Trời ơi, hạnh phúc nhịn, phải nhường nhịn, phải sống là sống sao mà nhường nhịn hiểu nhau chồng, mới vui. Thấm. Dạ. Chào Lộc Thấm. Xin chào tất cả, xin chào Nikki, Nikki, Miu, Kitty hả? Xin chào nha. Thôi uống bia đi ông bà cô chú anh chị em ơi. Thôi không dám đâu, mà em đừng phá. Anh Lộc không biết uống bia không? Trời ơi, uống bia thôi nhờ, đừng phá nha. Trời ơi. Uống bia đi ông bà cô chú ơi. Đó. Uống bia ăn mặn là đúng bài luôn á, giống như mặn, trời uống ơi. Rượu mà ăn ổi cốc vậy đó. Đúng không? Cuộc sống thì đúng rồi. Thì cuộc sống của Lộc anh bây giờ anh có biết khui không vậy anh? Ừ các bạn, trời ơi. Khui cho em đấy. Anh đâu biết khui đâu, để anh đi lấy cái chai. Chào anh Lộc và Thắm. Chúc hạnh phúc mãi mãi Lộc. Trân trọng. Cảm ơn anh chị Lộc Thắm đã có đủ muối. Oh, ok, Vini Vlog. Cảm ơn nha, đã mua cá của anh Lộc. Trời ơi. Mua cá khô của anh Lộc. Không biết khô bia luôn anh ơi. Bên Lộc giờ là mấy giờ? 9:22 rồi chị ơi. Đúng, cái đồ khô bia đồ nhà không có hả anh? 9:22 đêm. Cuối tuần tụi em ở nhà cho nên không có đi đâu chơi á. Ở đây cũng có bạn làm chung thôi chứ cũng không có quen nhiều cho nên cũng không có đi đâu. Thôi mà cái kéo có đồ khô bia. Chào anh chị. Cuối tuần vui vẻ. Hôm bữa nay là Annie về nội rồi, về nội chơi rồi. Lúc nào em cũng luôn xem hết quảng cáo kênh của anh Lộc Annie đó. Nhà hi hi. Lấy cái răng hư. Châu Ngô. Trời cảm ơn em, khui khui bia bà cô chú anh chị em. Trời, khui được cũng đỡ. Anh Lộc không biết uống mà Thắm biết uống. Đụng vô nó đau, nó nhức liền. Tại nó, tuần. Vẫn còn sưng, cái răng mình vẫn còn bà sưng. Cô chú anh chị em ơi. Uống uống chuột sinh máu dài mà nó không thấy nó kẹp xuống, không thấy nó bớt. Cả hai anh chị kiếp trước đó có giờ. Tu nên giờ rất hạnh phúc. Chị biết Lộc ở bên Hằng Cali lúc... Lộc mời cả nhà ông bà cô chú uống bia, uống bia. Cá chiên ăn cơm rất ngon. Bữa cũng chạy qua bên anh Andy cũng đem miếng qua cho anh, giờ anh ăn chiên anh ăn khen quá trời luôn. Cá chiên đi qua bên đó là anh Andy đã thọ hết trơn cho mình luôn, ăn uống anh đã thọ hết nha. Cảm ơn nhiều nha anh Andy. Bữa nào qua bên chạy qua bên đời con lai báo đời con lai chút xíu rồi. Mời anh không sống thấy ai mời em nhưng buồn quá vậy ta. Kêu em đi em đâu đi đâu. Có kêu em đâu. Không kêu. Trời ơi, không sợ phải tại vì lúc đó, Lộc đi là tại vì đưa cháu con cái người bạn của Thắm. Nó giỡn thôi lắm đi làm đó, chọc con người bạn đưa qua bên phía trường bên đó đó. Và Lộc qua đó một đêm mà sáng hôm sau Thắm mới chạy qua bên đó, mới gặp Thắm bên đó, bên Texas đó, chạy qua đó. Đó. Cũng mấy lần rồi, lần Lộc đi qua đó không chạy theo. Tội nghiệp. Theo dữ. Sợ mất bụng mỡ. Ta đẹp tướng, ta đẹp. Đúng bài là nhậu cốc ổi mới rim luôn. Để đúng bài luôn. Để thử lại cái máy, mình chỉnh lại cái máy coi sao mà cứ tại sao nó cứ nó đứng giờ thành cái máy đứng luôn, để máy nằm thành máy đứng không hiểu luôn. Không muốn. Rồi, em nói gì nói đi. Nói đi. Nói gì? Nói chuyện vui thôi. Chuyện vui thôi. Chứ
bây giờ cũng đâu có biết nói gì. Nói gì thì nói cái kia thì em không cho, nói cái này cũng khó nói quá. Trời trời. Lại giờ cái giờ. Ok vô. Đó có người uống bia cùng mình nè. Phú quý, quý phú quốc. Ờ à, ok. Đúng rồi. À, vô nghe. Em ơi, hai chị em mình vô. Kêu chị đi. Mai Hương Lương và cô ơi, cô ơi chờ chắc cô ơi, cô đi kêu cô đi thì bữa đó thì con có nói chuyện với Hằng ngay lúc đó luôn, ngay lúc Hằng đang ở dưới suối lo cái chuyện đó luôn. Đó, là tại vì con gọi qua để nói nhiều cái răng đó. Thì bên đó Thuyết cái TV trời, cảm ơn nha, cảm ơn cái răng nhiều đó, nha. Cái răng á thì nha sĩ bên đó nói lấy không có bao nhiêu tiền, nhưng mà cái tiền vé máy bay của mình đi qua đi lại 4-5 lần. Cho nên cũng là 1,000-2,000 tiền máy bay. Vậy bà. Nói gì không hiểu. Lọc ngâm muối để bớt nhức răng nhé. Lọc lấy dầu xoay vào giữa những ngón tay trong lòng bàn tay. Sao như vậy 7 lần là bóng nguyệt bớt đau răng. Cái mẹo á, chị mẹo. Ngồi ăn uống bia online cũng vui rồi anh chị. Thấm uống thôi chứ mình không biết uống đâu. Thấm uống mấy chai, Thấm hát cho nghe. Hát lên, tăng cổ lên. Lai chị cứ là chị đọc bình luận khán giả được nghe anh chị trả lời ngay vui quá. Thì đó bây giờ là cũng vừa tính nói là tất cả ông bà cô chú trẻ mình có ai những thắc mắc gì hay là những câu hỏi cái gì thì cứ viết cho bình luận Lộc trả lời cho tất cả bất cứ mọi mặt bất cứ chuyện gì Lộc hiểu biết được trong giới trong cái mức hiểu biết của Lộc, Lộc sẽ trả lời cho tất cả ông bà cô chú. Cái hạn như là nhà bộ hôm kế bên đang bán 55.000 chưa ai mua nè, nó ví dụ như vậy thì tiền đất ở đây thì bà 350 mỗi tháng, thì nước rác thì nó bao, điện thì tháng dưới khoảng dưới 100, tiền điện thì đáng dưới, ví dụ như vậy thì những cái cuộc sống ở đây, cuộc sống ở bên này thì rất là thoải mái. Kinh tế là kinh tế đây cũng yên ổn, tại vì bên kinh tế này nó kia rằng nó không có hãng xưởng, không có điện tử, không hãng điện tử bằng những cái nơi thành phố khá lớn khác như Cali hay là qua bên Texas này kia, bên này không có. Lâu vui là vui. Bên này thì không có những cái thứ đó. Không đi đâu ở nhà. Mỏ dầu này kia, đi offshore, đi làm dầu quả này kia thì rất là nhiều hàng, rất là nhiều. Đó, nhưng mà nhà hàng thì cũng nhiều, mà bên đây đó thì nó trả lương rất là bèo luôn á. Lương ở đây bèo lắm, Lộc làm đo đá lương gấp đôi của ở đây nó trả lương đó, trả 10 đồng là Lộc thấy cao lắm, 12 đồng là những thứ ấy chói lắm. Cái người này sao mà comment vô nói bậy hoài vậy ta? Hai đứa này bán đồ lừa gạt mọi người ơi. Trời ơi cảm ơn nhiều nha. Trời ơi, nói mà không biết xấu hổ. Okay. Đâu sao đâu, mình không có làm thôi, không có sợ. Làm gì trời đất biết, ông trời biết, lương tâm mình biết. Cái gì? Đặt cái tên là gì? Bitize là biết cái tên là cái tên bựa rồi. Đó. Cảm ơn nha. Trời ơi, cả cộng đồng mạng ai cũng biết hết trơn rồi. Không khỏi cần bạn vô quảng cáo ra. Bạn thấy tụi này lừa dối thôi, bạn đừng vô coi, đâu sao đâu. Đúng rồi. Đừng có mua hàng, mua đừng mua đồ chi, không cần phải mua nữa. Cảm ơn nhiều. Đó là quá là dễ luôn. Anh cô Lộc giờ ở đâu vậy? Kỳ đó ông mua chiếc xe rồi, giờ ông ra xe ông ở, không biết nằm đâu luôn. Vô nghe Phú Quý, Phú Quốc. Phú Quốc, chị, Phú Quốc là tỉnh của Thấm nè. Chị hai, ổng cũng ở vòng vòng San Jose đó. Nhưng mà chị hai có gọi ổng em ở gọi ổng ra giúp mà ổng đâu chịu ra đâu. Vừa nhậu vừa xem anh chị nói chuyện. Ok, vô Phú Quý, Phú Quốc. Okay. Vô Phú Quốc ơi. Thì nhỏ hơn mình đó, kêu người thì chị Thấm, vô kêu chị Thấm, kêu là em lớn hơn Phú. Rồi Phú Quy lóc đi. Lóc đi, lóc cái tên nãy đi, chỉ kêu chắc lóc cái tên đó đi. Thì đó, đây đó, biết thôi, biết rồi, tôi nói bậy làm chi vậy, không biết nữa. Không, tại vì cái người ta ngứa miệng vô đây. Nói làm chi cho chọc chúng chửi là vậy đó. Không, có nhiều là người chọc chúng chửi đó. Lộc ơi, có ai không định cư bên Mỹ mà muốn mua nhà bên Mỹ có được không?
được chứ. Được chị. Thì có tiền mình đem qua mua được chứ. Có. Thì nhiều người ta đi du lịch mình có đem qua đầu tư rất là nhiều. Qua anh Lộc chị Thắm rất ngon. Đó đi chưa? Trời, người ta khen gì mà nói mình bán lừa gạt. À, chị này cái tên gì anh? Beatrice. Đã nói nữa kìa. Hai vợ chồng lừa đảo mong mọi người cảnh giác. Cảm ơn. Ừ đúng rồi, đang lừa đảo nè, đem tình thương và niềm vui đến cho ông bà cô chú anh chị em. Thì đó. Đó Thắm với anh Lộc có lừa đảo đó đó nghe, cái anh đó tên gì vậy? Cái anh đó. Ai biết anh đó tên gì? Trời ơi, khổ anh ghê vậy, cứ lừa đảo không mà. Thì người ta thích lừa đảo, tại cái người ta lừa đảo quen rồi, người ta gặp ai người ta cũng tưởng là lừa đảo giống người đó, cho nên mới vậy. Không sao đâu, mình không có lừa đảo thôi, không sao hết, anh cứ nói đi, anh cứ nói thoải mái. Em không biết anh hay chị gì nhưng mà anh cứ thoải mái nói đi. Em bây giờ mà anh chị đó mà comment kiểu này là không có hề hớn gì em hết trơn. Anh Tàn càng nói là anh cái tâm anh càng không có được yên. Em tối mình ngủ ngon, anh phải suy nghĩ. Tại sao mình phải nói hai người đó mà trong khi hai người đó đâu có lừa gạt ai đâu. Mà tại sao nói người lừa gạt hai người đó. Tự anh làm khổ anh đó nha. Em tối nay em ngủ ngon rồi đó. Đúng rồi, anh bữa nay còn cười vừa ngủ nữa mà còn... mấy người cứ ở đó săn si đi. Mà không biết mà ok mà khoan đã. Mà mình có lừa gạt anh chưa vậy? Không sao đâu. Không, phải để mình hỏi để mình có lừa gạt anh chưa thì anh trả lời đi. Thì để coi đọc số phone. Ủa, mình còn giữ hết tất cả số phone đó. Mình ai mua hàng mua gì mình còn giữ số phone đó. Cứ đưa số phone mình trả lời. Lừa gạt nên ông bà cô chú ủng hộ mua nhiều anh chị. Ồ dạ. Chặn đi kìa, cái chị này kêu anh chặn đi. Nguyễn Thị Lê Thuyết TV á, chặn đi. Người đó đi chị Thắm ơi, người này giấu mặt. Giấu mắt lịch giờ đầu ở gì đâu mắt lịch sự. Họ thấy hai vợ chồng hạnh phúc họ tức. Á hai bạn. Anh chị lấy miệng nó lại, lấy viết tắt bịt miệng nó lại. Mình luôn ủng hộ anh chị. Dạ cảm ơn chị Nguyễn Lê Thuyết TV. Mấy người đó là săn si. Đúng rồi chị, đúng là săn si luôn á. Mà thường mấy người săn si hay vô coi tụi em lắm, biết luôn á. Mày không lóc đồ để gì đây, vô coi. Coi cho nó vui. Trời ơi, nghĩ sao mà lừa gạt. Lừa gạt cái gì cũng biết nữa. Không, tại vì chắc nói chuyện kỳ cục. Không có chuyện để chọc cho người ta chửi đó mà, có gì đâu. Mấy người đó là sân si đó. Đừng lóc nó. Đừng lóc nó cho nó xem cho nó tức chị ơi. Chơi chị đừng thèm đọc bình luận xấu xa của nó lướt qua chị. Đúng rồi, đừng lóc cứ để gì đó. Mấy người mà thường săn si mình nó hay tò mò vô coi lắm. Cái thứ săn si mày muốn ăn chữ hả? Cái gì? Nói gì? Vivian Lưu. Mày muốn đứa nào hả? Chửi đuổi ra nó vẫn coi mà không được bình luận nó mới tức. Anh Andy chúc hai vợ chồng luôn mãi hạnh phúc. Anh Dung gì đó bỏ đi anh Lộc ơi, ai nói gì nói không, mình chuyện không, mình vui không có, đi không để trong lòng mấy cái đó, mình không có để trong lòng anh nhỏ thôi. Andy anh Andy Trâm Phương nó phải suy nghĩ để đi cào phím. Thì đó, dạo. Thì cũng có đi cào phím, người ta nhưng có lương rồi mới đi cào phím đó, em đừng giỡn nha. Không ngủ ngon gì đêm nó không ngủ để soạn kịch bản. Để người ta có vô đó, người ta nấu mấy con này là ta được lương đó, chứ không giỡn đâu, có người trả lương cho người ta. Nhà người ta tự nhiên vô sủa, kỳ cục cái anh này.
chó dại đâu rồi, không bác sao đâu, kêu chó dại ra đánh lấy dây thòng xiết cổ có sao? Người sủa mấy có vui không? Đúng có rồi, người sủa không có vui, người nào mà gì đâu đánh chó dại gì đâu mất tiêu rồi ta. Anh đi đâu rồi, cái tên nó nãy rồi đừng nói nữa anh ơi, em nghe em mắc cười lắm, tên gì mà cũng khó đọc nữa, đã người ta không giỏi tiếng Anh mà còn viết chữ khó đọc nữa, anh này kỳ nha. Đâu tiếng Anh chữ đâu? BITIS là cái gì? BITIS gì đó. BITIS hả? BITIS vậy mà viết cái loại nữa. Giống chữ Việt Nam mà gọi là BITIS á. Không phải, tiếng Mỹ mà viết cũng bậy. Dép BITIS. Tiếng viết tiếng Mỹ mà không biết. Anh chị nè, nhớ có nhớ mà có một thời mà dép chữ Việt Nam gọi là BITIS đó là BITIS gì đó. Nhớ cái hiệu đó đó, có cái hiệu đó đó mà không nhớ. Ok, vô. Người ta ngu kệ người ta. Vô Phú Quốc ơi, Phú Quốc là quê hương của Thấm nha. Phú Quốc hả? Ủa, nó Kiên Giang mà. Phú Quốc Kiên Giang đó. Phải không? Ừ. Bằng nhà. Vô Phú Quốc ơi, chừng nào Thấm về Kiên Giang là Phú Quốc phải hello đó, tại Phú Quốc chắc ở Phú Quốc mà. Văn biết? Nguyễn, hello hai vợ chồng anh chị. Dạ hello Văn Nguyễn. Trời ơi, cuối tuần vui vẻ nghe mấy anh chị ơi, mấy anh chị em, ông bà, cô chú ơi. Thấm là Thấm thích cuối tuần đi làm gì mệt ở nhà, ví dụ có bạn bè thì tới uống vài ly, vài chai vậy thôi, rồi ngủ hoặc hát karaoke. Vậy là vui à, ít có ánh dung chúc Kim hai anh. Vợ chồng mua mai bán đất làm ăn phát tài. Thì sẵn đây Lộc nói luôn là cuối tháng này nhé. Ôi tự nhiên thì lại có người sủa tiếp à, mà kệ đi. Cuối mình tháng này Lộc không có bình an tràn đầy niềm vui là nha. Được. Đọc nhỏ lên, đọc nhỏ thôi. Ok chị Phú Quý. Đọc nhỏ thôi để nói chuyện. Vô anh đi ơi, vô. Cuối tháng này Lộc không có bán cá nữa nha. Vì mùa hè tới đó thì Lộc sợ gửi cá đi. Cá sẽ bị hôi tại trời nóng quá. Ôi bức quá. Cho vậy vô nữa rồi. cho dù là mình có bỏ vô thùng mút hay là bỏ đá khô gì cũng vậy, cứ giữ được vài tiếng thôi. Cho nên thùng đồ mình gửi đi là nắng quá, chắc trăm độ là cho nó dễ bị ương lắm. Cho nên Lộc cuối tháng này Lộc sẽ ngừng bán cá, nhưng tôm khô vẫn bán nha. Tôm khô thì bán thường không sao, tôm khô không có gì hết. Tôm khô là ok, tôm khô mình bán nhận ok. Thì size medium loss hiện giờ là có size medium loss sẵn để quảng cáo kênh. Quảng cáo tôm khô luôn nha. Size medium loss 28 đồng. Đó, thì size medium thì chưa có. Thì có size medium loss thôi. Đó, thì mới hôm nay là mới vừa lấy về 2 thùng. Đó là để cho công nguyên có mùa hè này luôn. Nhiều khi vào mùa hè thì có, nhưng mà sợ vô mùa đông đó thì nó bị hiếm hàng đó, vô mùa đông sợ không ai đi biển nữa đó, cho nên hiếm, cho nên Lộc coi Lộc canh, Lộc lấy nhiều Lộc để dành qua cho mùa đông, mình bán mùa đông luôn. Mùa đông thì bán cá bán tôm nó dễ hơn, gọi đi mua vào những cái mùa đó tốt hơn là đi mùa hè. Nhớ nghe lời em Thấm, nghe Lộc Thấm giỏi còn đẹp đâu. Nữa nói chuyện hay, còn hát hay nữa. Lát em hát cho chị nghe nha chị. Lên tiên mạng, tăng anh hay là anh nè, hát vô chị về quê ra Phú Quốc chơi, em đón anh chị rồi. Ok, quyết định luôn nghe Phú Quốc. Hứa em hứa em biết hứa. Đâu làm cái hộ quốc tịch cho anh này đổi sớm, mà có thể cũng hè này bay á. Bữa nó rồi, bữa lên đó là nó nói 2 tháng nó mới gửi về, làm xong 2 tháng rồi, nhanh nhất là 2 tháng đó. Đồ vô loại biến nè, viết nữa, viết gì nữa đây. Chúc hai vợ chồng mua mai bán dâm nha, thôi ốp trước đây. Trời ơi, cảm ơn anh nha, ngủ ngon nha. Cái này chắc là bán dâm nó là cái gì đó, là một trong những cái tay mua bán cái đó, cho nên nó gặp ai nó cũng nghĩ là như vậy. Cho nên con người nó vậy, nó cạn đồ, nó đi. Để cho em được cái đọc cái comment bán, của nó, em được cái nói cái gì tới nó. Ra. Để cho nó viết, cho nó viết cho đảng mình nó thôi. Con rút. Bán cái gì tôm khô bán nhận hàng mà ra con rút không. Con gì? Ở bên Mỹ này mà có con rút cũng hiếm lắm, phải giỡn đâu anh. Con rút là con gì? Con rút là cái con nhỏ xíu, cái con tôm nhỏ xíu á. Ồ có hả? Trời ơi, cái con đó mà bên này mà anh coi chừng kiếm mua không có luôn á. Nhận mua bán tôm mà nhận được con rút là trời ơi hiếm hoi luôn, trúng mánh luôn, con rút đó còn khó mua nữa.
anh này anh ở ở quê miền Tây nè, cho nên anh biết con rút. Trời ơi, công nhận. Ủa, có dân miền Tây mày em hại lắm. Dân miền Tây, thường thường dân miền Tây thông minh mà. Nó càng để mà. Nó sẽ vô nói bậy kênh like đang vui, có nó không khó chịu. Ok. Giờ không, người ta bye bye rồi, người ta đi rồi. Đi đâu? Người ta ra rồi, người ta không vô nữa đâu, người ta nói người ta bye bye rồi. Không dám đâu, không bye bye mà sao vô lợn vô hoài kìa. Mình đó, cái đó cuối á. Giờ mình hạnh phúc và thành công trong mọi việc là sẽ làm họ tức thấm. À đúng rồi chị, đúng rồi, tại vì hả, anh Lộc bị kích động nhiều quá, người ta muốn cho anh Lộc bị sa ngã, cho nên người ta kích ảnh, cho nên họ cũng ghét, thấy mình càng hạnh phúc thì họ càng ghét. Mà theo như em nghĩ mấy anh chị nên, mấy anh chị đó nên suy nghĩ lại. Ai hạnh phúc được thì mừng cho người ta đi, đời này kiếp này nó rất là ngắn, cho nên ai được hạnh phúc giàu có thì mình nên chúc mừng. Còn ai muốn tạo nghiệp hay làm sai cái gì đó thì tự cái lương tâm mình nó sẽ trả lời với mình, không có cần ai phán xét hết trơn, lương tâm mình nó sẽ trả lời cho mình là hay nhất. Cái thứ khẩu nghiệp anh đã báo cáo tin nhắn bất gì phạm cộng đồng, em lóc nó đi. Ok. Ở đang chào, livestream không biết là đang livestream mà lóc chào anh Lộc và Thấm. Dạ chào sao vô được, sao ta vô đang livestream mà vô blog chị đâu chào được. Hai vợ chồng em dễ thương from Canada, Thanh Nguyễn. Chào chào, nhắc tới chào Canada, Thanh Nguyễn Canada những, nha, nhắc tới những cái anh thi chị phạm. Em nói nhỏ nhỏ nó bị nhắc tới những anh chị ở bên Canada và những nước Âu Châu, Pháp rồi. Và em Úc mới... này kia đó thì đưa nó ghi khoét nó tôm khô á thì Lộc gỡ đi được ha, nhưng mà qua tới bên đó sẽ bị đóng thuế. Nếu từ khi mà Lộc đã như là gửi tặng á, nói mà thêm mà cái kiểu ấy mình gửi tặng bạn bè á thì không bị đóng thuế, nhưng mà Lộc nói thêm mà cái kiểu mà mua bán giá cả này kia đó, nên cái bưu điện nó hỏi mình đó, tại lúc đầu Lộc không biết Lộc gỡ qua ly biệt. Đúng rồi, sao mai nó đúng á, có nhiều người người ta không thích. Lộc gỡ qua đó thì Lộc theo cái giá nó hỏi Lộc, Lộc không biết là Lộc không, lần đầu tiên không biết, chứ Lộc theo cái giá của cái đồ mình bán ở đây nè, mình nói cho nó biết. Ai nhà đeo gôn kia nó bắt bên kia đóng thuế 100 mấy đồng bạc vậy. Andy và đó, chị trăm mấy. Mà tiền Hoa Lan nó cao hơn tiền Mỹ nha. Tiền Hoa Lan cao hơn tiền Mỹ mấy mấy xu á. Anh Andy và chị đó. Vi thằng hồ mệnh. Còn cái gì là vô, vô Phú Quốc, Phú Quý ơi, vô lập, vô Phú Quốc chứ, cứ kêu Phú Quý hoài. Cho nên vô, 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 cho miếng mặn nè. Bên đó có mặn không, chứ bên Mỹ có mặn đó nha. Lộc không biết làm cách nào mà bán được. Cái lợi thứ hai nữa, tiền cho Andy với Phú Quốc miếng mặn nè. Chứ là nhậu không. Em nói chuyện không làm vậy. Ok. Anh nói chuyện em nhậu. Trời ơi. Anh buôn bán thì em nhậu riêng. Anh đang giải thích cho những người okay. ở bên nước khác hiểu. Dễ sợ. Mình gỡ đi thì mình gỡ đi, có cho Lộc địa chỉ. Lộc gỡ đi được, nhưng mà đối nhưng mà lâu lâu tặng người này người kia thì ok, nhưng mà mua bán thì chắc là hơi khó khăn, cái lại tiền cước phí Lộc nó không biết cao. Uống đâu. Tiền cước phí từ đó Lộc gỡ qua cho nhỏ em của Thấm bên Hòa Lan đó là 180 đó, là tiền cước phí cho nó nhiều 10-15 khoảng 20 đúng hao đó. Rồi chị ơi, khoảng 20 hao đó là 180 đồng tiền cước phí đó. Người nào ta cho làm nên lại cuộc đời thì còn nên chúc mừng đi. Này kia thì chưa có tính hết, tiền cước phí không là 184 đồng, nghe 184 đồng chính xác hơn. Cho nên còn những mà gì vậy, hai vợ tiền bạc chuyển qua chuyển lại rất là khó khăn, cho nên Lộc xin lỗi chứ không thể nào mà đưa ra những nước ngoài được. Chỉ trong Mỹ thì tiền bạc nó dễ dàng hơn. Cũng do Lộc cũng đi anh đây đi đó, đi khắp nơi từ em ơi, dù bất cứ đi Cali hai vợ chồng nhớ luôn là đi những Florida đi chỗ này chỗ kia chơi. Chào thì anh có Lộc thể và gặp nhiều qua tất cả hạnh phúc gia đình bà khỏe cũng nha anh chị em bên đó. Trời ơi, Thấm sợ anh Lộc thôi chứ Thấm không có hề hớn gì hết. Khác Lộc sorry nha. Rất là sợ. Nếu mà có ai á gọi cho Lộc nha, gọi cho Lộc số 337-349-6173 thì đưa cái lì chỉ cho Lộc. Lộc gửi qua. Rất là dễ dàng. Không sao hết. Lộc gửi tặng cận, mình đúng rồi chị. Người, Hương. Ví dụ buôn bán này còn cãi nhà hoài. Số màn hình, số điện thoại dễ tin người đó. Quá. Cứ gọi cho Lộc, đưa địa chỉ cho Lộc. Thì quay số đi, lắc kỳ người nào. Đúng rồi. Lộc sẽ gửi tặng cho một tôm khô, gỡ tôm khô gạt cá là không được. Cá là đồ từ Mỹ gỡ qua các nước khác á.
phải 2 tuần rồi qua bên tới nhà chỗ bên đó đó, custom bên đó đó là vô đi, vô đi, vô đi. Rồi nó bắt đóng thế nữa. Cho nên mất thời gian là 2 3 tuần nó mới đem tới nhà mình, cho nên cá là bự hết. Khô cũng bị mất luôn. Cho nên không được. Con rút chiên giòn chị á. Tôm khô tại vì nó rút chiên giòn. Con rút mà chiên giòn á. Đọc xin lỗi nha. Đọc xin lỗi nha. Từ Hà Nội anh chúc vợ chồng em luôn vui vẻ, hạnh phúc và sức khỏe. Dạ cảm ơn anh Trung Nguyễn nha. Giờ bữa nay anh có nhậu không chứ hai em đang nhậu với mình thôi. Nhậu mình đi. Nhậu với mặn nè, anh nào không có mặn em cho một cái. Ừ, tối ngày vậy hơn. Có ship tôm khô về Việt Nam không? Để em đem về đi chị Hồ Thi Phạm, để em đem về cho chị. Khỏi ship tốn tiền là cứ phí lắm. Chị Kim Quỳnh. Thấm nói thật á, Thấm nói đây là không phải xạo đâu, thật lòng mà nói á. Thấm mà là cái người mà không biết chuyện, không hiểu chuyện á, không biết chia sẻ và không biết thông cảm á, là không có tới ngày hôm nay mà được gắn kết với anh Lộc vậy đâu. Anh Lộc thấy gì chứ không phải đơn giản đâu nha anh chị, không phải dễ, không phải đơn giản đâu. Thấm nó không phải là Thấm giỏi hay là Thấm là người tốt thì không phải, nhưng mà mấy anh này có cái lối suy nghĩ khác mình lắm, không có giống, không có giống mình đâu, khác mình lắm. Đúng cái đó thì chấp nhận. Tại vì lúc nào cũng còn cái ám ảnh, cái ảo giác đó. Rất yêu gia đình Lộc, luôn ủng hộ. Dạ, cảm ơn chị Kim Quanh, Quanh Kim, là Kim Quanh đó. Anh vừa đi lễ nhà thờ về, đang cà phê em. Trời, cà phê, đang uống. Anh đang đi lễ về uống cà phê. Ở bên Việt Nam Bên Việt Nam. Ở bên Việt Nam mới đến, giờ này sáng đi cà phê là đúng rồi. Vlog. Mặn nhìn ngon quá. Dạ đây mua chị bắt mắt ghê luôn á. Một phao em mua một bịch có đâu chừng chục trái và bán 11 đồng á. Em trái 1 đồng mà nó không ngon chị ơi, nó dở lắm, nó lạc quá, nó không có bằng bên Việt Nam mình. Dập hết trơn. Em nói em đi về Việt Nam là em sẽ ăn chả thù nè, cái này nè với cái gì? Với cái trái gì, cái giá vú sữa. Thôi em đừng nói em về Việt Nam, em nói biết bao nhiêu lần. Về sợ anh ở đây buồn có một mình. Anh mong cho nên còn phải suy nghĩ. Để anh mong cho em đi cho sớm nè, tại nhà tập hộ anh chị. Chị Thấm là số 1. Dạ. Cảm ơn Hương Nguyễn. Dạ, em nhắc tới kỳ đổ. Kỳ đó đụng bánh xe. Trời ơi. Đụng bánh xe tan nát cái xe. Anh qua đây mới có mấy tuần là chiếc xe của Thấm là coi như là bỏ luôn. Rồi. Trời Lộc cái đi đo đá xe Thấm nè. Để ta đụng bánh xe luôn. Rồi nó bởi giờ nhà vậy mới mua được để chiếc xe. Để dễ bể. Để dễ bể. Cái gì? Để dễ bể. Chị Thấm ở Việt Nam đâu. Ở Kiên Giang á, Tony Chiêu. Tommy Chiêu. Tommy Chiêu. Tommy Chiêu hả? Chị Thấm ở Việt Nam ở đâu? Ở Kiên Giang, quê Thấm ở Kiên Giang á. Thấm là dân gái miền Tây. Dân gái miền Tây. Gái miền Tây má đỏ hay. Trời đất ơi. Lộc là người biết học hỏi, siêng năng. Giờ chị Thấm, chị giờ thấy. Chị thấy em buôn bán rất giỏi rồi đấy. Nó mới có người chửi em bán lừa gạt. Kệ đi, có mình có lừa gạt thôi, có sao đâu. Mới chửi mình lừa gạt. Hello anh Lộc, chúc anh chị sức khỏe. Không mà thiệt với lúc đầu anh mới làm. Anh rất mãn nguyện về Lộc vì anh đã theo dõi em từ khi em ở suối cho đến nay, chúc gia đình em luôn hạnh phúc. Muốn rồi về. Cảm ơn đi anh, cảm ơn anh Trung đi, anh Trung đó, anh tên Trung đó. Anh Trung đâu? Về Trung hè, ngay mùng 5 tháng 5 Thấm ăn trái cây thích lắm. Dạ. Lộc tính đi về Cali. Đi về Việt Nam là ăn trái cây. Sóc Trăng, quê em ở Sóc Trăng. Sóc Trăng xuống Kiên Giang nữa. Châu Ngô chị Thấm mà về ngay mùa hè ăn trái cây Việt Nam đã luôn. Đúng rồi. Thích ăn trái cây, ăn vú sữa. Hồi đó Thấm về cách đây 7 năm rồi. Thấm mua hả? Chào Bình. Nguyên chào vợ chồng anh chị Thanh Tuấn. Chào Thanh Tuấn. Chào hai người like lâu chút nha. ngồi nói chuyện chốc với ông bà cô chú anh chị em mình vào những ngày cuối tuần. Không biết cho tất cả em, ở bên đa phần người bên Việt Nam là giờ này là
thức niềm vui là không biết có đi làm được ba cuối tuần hay không, cố gắng là, lọc thành công. Lọc đã qua Mỹ này rất là nhiều năm rồi, được 40 năm rồi ha. Lọc qua năm 87 qua tới Mỹ, 85 lọc rồi. Chợ Việt Nam. Tân Bình chào. 87 Thanh qua tới Mỹ Nguyễn, lọc đi qua bên Tân Bình chào. Lọc đi qua bên chồng, anh chị chợ, Malaysia mà lọc đi qua đó Malaysia Long ở ở mấy tháng Malaysia. Rồi vô đi, vô đi, vô đi, vô đi cả nhà. Ừ. Qua bên Philippines ở sao 7 tháng, xong qua 7 tháng rồi, đâu cũng đông năm mấy đó, vòng vòng đó, đi không, Lộc không nhớ rõ, nhưng mà từ năm 85, hồi tháng 5, thì tháng 5, 85 bao nhiêu đó, Lộc rời Việt Nam, qua tới Mỹ là đâu 87, tháng 4, 87, Lộc qua tới Mỹ, thì qua tới Mỹ, trong cái thời... Xem gia đình anh Lộc vậy thấm. Cũng dạ, là, cảm ơn, cũng là 40 mai. Năm, ha, 40 năm mà Lộc chưa bơi, tại vì lúc nhỏ Lộc đi quậy. À, ăn chơi quậy quá cho nên không có còn cơ hội để làm bất cứ chuyện gì. Đã cũng như là lúc dưới tuổi vị thành niên đã vướng vào tù tội rồi lúc nhỏ, cho nên đã bị mất nhiều quyền lợi, nhiều cái thứ mà Lộc đã bước ra đường chơi từ lúc nhỏ rồi. Thích xem gia đình Lộc cắm gì? Thôi chút xíu về lịch sử của Lộc để cho tất cả hiểu biết là Lộc ở Việt Nam 85 và Mỹ 87. Đó, cho tới bây giờ chưa bước chân về Việt Nam lần điều nào. Nghĩ dạ, mới xem Lộc like nè. Chưa có cơ hội nữa. Mai mốt cuối tuần like nữa nha. Dạ. Cố gắng từ Châm nào. Phương. Ê, cứ Lộc ơi, sẽ từ Lộc sẽ Thanh cố gắng Nguyễn là nhậu ăn cuối trái tuần livestream không... để lên tâm sự vậy, cũng như là không gì những chị. Cái mà anh chị em không gì chị. Bên Việt Nam đó anh có Lộc muốn biết like. Những thông tin về ở Mỹ. Đi. Abby Weekend có thể hỏi đi Lộc và hỏi anh em là đi vui hỏi, rồi đúng rồi là con lai những anh em ở đây những anh em chính nghĩa ở Mỹ có hiểu biết được cái gì, cũng như là tụi Lộc đã chia sẻ để gọi điện thoại ở đây dễ dàng hơn, cũng như đặt những câu hỏi gì đó muốn tìm hiểu thêm cái gì thì tụi Lộc gọi điện thoại để tìm hiểu thêm rồi sẽ thông báo cho đến vô, tất vô, cả vô, vô. Chẳng ai đặt câu hỏi cho tụi Lộc thì tụi Lộc sẽ chia sẻ để tìm hiểu thêm những cái đời tư hay là vật nhân quan đời tư, những cái đời sống của Mỹ này như thế nào cho tất cả mọi người hiểu biết thêm tim ở anh, các nước khác đó nha. Thì cứ đặt câu hỏi, thì muốn hỏi gì thì đặt hỏi thì Lộc... em hỏi anh là anh có yêu em không? Anh vẫn yêu em, yêu em trọn đời. Đó em hỏi đầu tiên. Đó thì thí dụ Lộc Lộc anh có tạo hỏa không? Không bao giờ. Anh có xem vào chuyện người khác nữa không? Không dám nữa. Đúng rồi, phải vậy chứ. Đó. Làm sao mà dám? Bị đạp răng đàn lần ra lọt ra cái liều ngoài kia mấy bữa. Em cả nhà ai cũng biết rồi, em đừng nhắc lại nữa. Anh mong em hãy sống thật tốt, không được phụ lòng Thấm vì Thấm là người phụ nữ. Tuyệt vời em. Nghe em chưa? Tuyệt vời quá, không miếng ơi. Trời ơi, thì ghê quá, đang uống bia chứ không hả, chắc chào bia ra quá. Xem, mà vui. Đúng rồi, đó. Rồi. Thì, lên livestream mọi người đó. Được tương tác cho vui nha anh chị. À, thì đó cũng vậy, như Lộc nãy Lộc nói đó, cứ những người ở các nước khác hay là muốn tìm hiểu về cuộc đời sống của Mỹ hay là cuộc sống của Mỹ như thế nào thì có thể đặt câu hỏi, thì trong những anh em chính nghĩa bất cứ người nào có hiểu biết được cái gì thì bên đây nó gọi điện thoại dễ hơn, liên lạc dễ hơn, nói chuyện tìm hiểu về cuộc Thấm sống hay là đáp. Bất cứ là điều kiện gì đáp hay là muốn lại mua đi. Nhà đáp mua cửa đi. Hay là Thấm đáp lại đáp rồi đi ha, đạp lại đi chị, chắc đạp lại cái gì đạp chị gớp xuống ghế luôn nha. Đáp á, giống như là đa, cái gì đó anh nói đáp, gì, đáp là đá, đáp lại đi á. Đáp là hung miếng nè. Ồ, vậy rồi. Hả? Trời anh chậm, anh đã chậm hiểu em, chậm hiểu hơn anh. Anh thông minh cái gì, anh thông minh mà anh khôn cái gì, anh kêu đáp đi, đừng hôn anh hả? Vô đi chị Thấm. Vô, Phú Quốc ơi, vô đi chị Thấm ơi, vô. Em có mồi nhậu chưa? Chị cho em miếng mặn nè. Thì có những cái... Chị hết chai rồi, để chị lấy thêm nha. Nhà chị có bia sẵn, anh Lộc cũng có uống nhưng mà có bia sẵn. Kỳ đó là... hôm đó, ok chị em Hùng. Dạ dối. Hùng dạ dối quá. Hùng dạ dối. Hùng ở trong đó. Tim, Hùng ở trong tim. Hùng ở trong tim, rồi nói mà ngọng. Hùng ở trong tim. Nói rõ ràng cái chữ đó hay nghe lộn. Lộc lên like 2 giờ chồng hát không
đúng dùng nhạc. Không dùng nhạc. Ờ, không đùng dùng nhạc. Xong hết like Lộc đưa lên YouTube luôn, có được xem luôn. Đó thì giờ lên Lộc thì không biết hát. Hả? Lộc mới hát nè ba câu là Lộc hát cái là đi ngủ hết luôn. Lộc hát cái bỏ chạy. Lộc biết hát và ba câu như là mấy nhạc xưa thì thời xưa nhạc vàng, nhạc vàng hồi xưa đó. Lộc hát và ba câu không có bài nào mà Lộc phải nhớ được ba câu. Không có bài nào mà Lộc nhớ được ba câu và ba câu là rồi mà hát Lộc hát dở thật đó. Đừng có lo, có nhiều người đã biết Lộc hát rất là dở. Biết nhận ra những sai lầm vượt lên được là tuyệt vời rồi. Rất hiếm người làm được như em. Chúc em may mắn và cảm ơn chị Nga Giao. Cảm ơn chị, đây là chị Thấm hát rất hay, Thấm hát rất là hay luôn á. Thấm không biết là hay là hay rồi đó, nhưng mà đọc so với những người khác thì không biết như thế nào. Thì Lộc thấy là Thấm hát rất là ok. Ca dao, răng cổ, giáo viên gì đó là Thấm đều hát được. Hát được thôi. Hay nhất là Thấm rất thích hát về bolero á. Thấm rất thích hát về những cái bài nhạc như vậy. Bolero Thấm hát rất là hay. Còn Lộc không có biết đâu, Lộc Thấm kêu Lộc hát hoài là bỏ chạy. Đi tập đi là không có gì hay. Đi, đi mua, nè, đi mua. Hết chuyện. Đi mua cái máy này về hát. Cái lò gì như đây. Một cái lò này như đây để cho anh này nó hát thì đúng hơn. Mà cái từ đó có cái lò nhà bự lắm. Cái lò bự lắm. Thôi cho em anh. Thật con trai giữa, con trai giữa lắm. Đem ra bỏ xe nó quýnh đùng cho xe em được 3 bữa rồi cái lò dục luôn. Ok, chị Thấm ơi hát cổ nghe chị ơi. À, hát cổ không đi nè. Thấm về Việt Nam nhớ quay YouTube cho ông bà cô chú xem. Trời ơi, muốn về Việt Nam dễ sợ luôn mà thấy bỏ lật mình thì anh buồn. Thấm muốn đi dữ lắm, tại nhiều năm lắm rồi mẹ mất rồi không về được nữa, cho nên rất là muốn đi. Thấm lúc nào cũng nghĩ cho để Lộc trước. Để kiếm bài tăng cổ hát đoạn cho Phú Quốc nghe nha. Thấm thì lúc nào đi đâu làm gì Lộc cũng nghĩ cho Lộc. Rất là thương. Ủa, có Lộc. Nhạc, có tiếng nhạc vô được không? Tiếng cổ nhạc vô được không? Được, chứ nghĩ chắc được nhưng mà ít thôi, ok, không sao. Một được. Một đoạn được không? Một đoạn, chích đoạn thì được. Chích đoạn thì ok, không sao. Yeah. Tại vì thường thường á, lên... Sao bữa hổm mà em với anh hát trên xe đó, đâu có sao đâu. Để em giải thích. Khi mà mình làm YouTube đó, nhạc thì không sao nha. Cũng không sao đó, nhưng mà với điều kiện là sau 5 phút hoặc 10 phút trong cái clip của mình đó, thì đó. Mấy phút đầu á, thì nó cấm hết nha. Mấy phút đầu là cấm những cái thứ bậy bạ, chửi bới này kia 5 phút đầu đó. Đó. Còn những người nào không biết á, thì... Lộc cũng xưa cũng không biết nữa, Lộc thí nghiệm, Lộc trải nghiệm, Lộc thử qua nhiều lần rồi, nhiều lần bị nút đỏ nè, nút vàng nè. Lộc tại vì Lộc bỏ vào cái private á, chưa có chiếu ra cho nên nó không có bắt lỗi mình được. Chứ bằng nút đỏ, nút vàng này kia không sao, tại mình bỏ vào private cho nên mình delete được, không sao hết. Lộc thích trải nghiệm bằng cách đó. Cho nên là cho dù là bị gậy này kia nó không có tính được, tại vì mình chưa có chiếu ra public, chưa có phúng ra bên ngoài cho nên nó không có bạc mình được. Cho nên Lộc delete nó. Đó, chỉ sau 5-10 phút đó, mình hát ca nhạc đỏ, chích đoạn còn ngắn thôi, 30 giây. Hoặc là có nhiều bài nó cho, ha, nhiều bài nó cho, nhiều bài nó không. Đó. Cho nên, rồi để Thấm hát nè nha. Thấm sẽ hát một đoạn nha, cho Phú Quốc nghe, vô bà của chú nghe nha. Dạ, dở cũng đừng nghe nha, tại này hát cho vui, tại có một chai bia rồi, hơi cứng cứng. Không sao đâu. Chào đó là. Không, em mà hát đi không sao đâu, không, ở đây không có khán giả. Ném đi em được đâu. Cái gì? Được, ném đi không sao. Chua. Đưa hát đi. Mời ông bà cô chú mình hãy hướng mắt về sân khấu nghe em hát ha. Em Thấm hát. Đừng ngủ nghe, Thấm hát là đừng ngủ nghe. Mình không thì lọc buồn lắm à. Đó, nghe tiếng là muốn ngủ rồi thấy chưa.
nghe hay không, nghe hay không vậy, nghe ok không? Hay quá chị ơi, hay quá chị ơi, chị ơi, có người ơi, tặng bông rồi, thả tim quá trời luôn kìa. Thả tim nha, thả tim, thả tim rồi thả bông, thả tim rồi thấm nha. Quý rồi, quý bác rồi, quý bác ơi, quý bác ơi, vô kìa, quý bác ơi, vô đi. Nhìn rồi một hôm, hoa buồn thu chờ bên thu, chầu sẵn em đợi bạn. Trời luôn à. Giờ chẳng thương người sao anh không bên yêu nhau ngại gì lầy lối bước chân để em quay về trong nỗi nhớ mong chầu nắng gắn thấy tình em thương nhớ anh phụ em rồi anh không đến nữa để quên cả buồn à. Cho không sao đâu. Em đang khóc nè. Không, cái này mình cái gì cái này không phải không thành vấn đề. Em sao khóc vậy? Cái này là nếu có dù nó không cho nữa nó giảm, nó chỉ cho nước vàng thôi, không sao hết chứ. Trời ơi, cái này mình giao lưu cuối tuần cho vui không, không cần thảm thành vấn đề. Mình cứ cà thoải mái. Gái miền Tây cơ cổ nghe mắc cười. Nghe cổ nghe quá. Nghe đã quá. Tù đọc sao đọc nhảy chữ người ta luôn. Về Việt Nam thì đi hát. Ok, hứa luôn, chừng nào đi về là alo đi hát. Trời ơi, vậy bên đó là nhiều người hát hay lắm á nha, miền Tây là ai hát? Miền Tây là hát hay lắm á. Hát bạn nữa đi. Chân hát sợ không cho. Cho không sao đâu, hát đi. Xua kỳ đó. Em sợ, hát. Em sợ cái kênh của anh thôi chứ em. Kỳ đó em hát cái lần ớt có sao đâu. Vậy hả? Ừ, thôi nói chuyện đi hát. Kỳ đó em hát bài gì nhớ cha gì đó. Bài tăng cổ nhớ cha gì đó. This message is here for you. Là cái nào vậy? Là sao bị gì? Cái này nè, view message nè. Nhớ bà ngoại quá anh ơi. Vậy tao nghèo chưa? Cậu hay quá nha. Tại cái lo này hát lần. Hát nhạc này nó không hay bằng cái cổ, tại cái nó nhỏ quá. Cái máy này để hát mua cho không biết sao nghĩ sao nên mua cái lo như vậy nè. Trời, để lần nó được mua cái lo đắt tiền chút. Không, 1-2 rồi đi mua cái máy này. Nó mua cái đó để cho anh đi. Ừ. Phú quá ngày chị hát cái cổ nghe hay quá chị ơi. Machi em hát được đó chị, không sao đâu. Bởi vì đây là giọng hát chính của chị. Đúng rồi. Giọng cũng thấm rồi, người ta đi tới đâu là quang tới đó đó. Bởi em hát là được, hát không sao hết trơn á. Sao nó phạt anh đó. Cái tăng cổ này á với lại cái nhạc hát nó. Anh như tăng cổ nó cho á. Tăng cổ gì nó phải hát chứ đây chứ là nhạc của mình. Discover your next stay, booking.com, booking.com, yeah. And see Disney's The Little Mermaid, only in theaters May 26th, rated PG. Trời ơi, tắt con cáo đi. Giờ mình chơi vui cuối tuần. Ta nhậu thì nghe ha, không hát đỡ là... Rồi rồi. Vừa gì đó. Vừa hát vừa nhậu. Vừa hát vừa nhậu. Vừa tâm sự loài chim biển. Vô mời mấy anh nào có nhậu mời. Mấy nào có nhậu mời, anh nào không nhậu. Chỉ có anh thôi không nhậu. Không có nhậu thì nghe tâm cổ. Phải tim quá trời luôn hả? Phải quá trời cho em luôn hả? Bài thơ đau khổ đây rồi. Cho tôi xin lúc này nhớ Việt Nam quá. Giờ biết mình tôi chắc đi. Chắc đi nha. Chắc đi chịu. Sorry hai chị. Bài thơ em đợi em chờ. Năm năm mới có. Bây giờ là
sao hết trơn, Lộc là làm rồi, không sao không. Anh Chi, anh Chi ơi, từ nay anh không còn sợ ít pin cho nên hát vô chừng nó rè, hết pin nó rè yếu á, rè trốn rồi. Chẳng còn ai thương tưởng như em đã từng thương anh. Ôi nhân tình thế hai là đây, giờ bên ta chỉ còn có một mái đình. Chị Thám ơi, khi nào thất nghiệp anh Chi theo đoàn ca cải lương nhé. Thế là thất nghiệp theo đoàn ca cải lương hát. Thảo Quỳnh ê, cái đoàn thất nghiệp kia đi ra đoàn ca hát à. Hết của đơn mấy năm nay rồi. Chị làm mê khôn khen giữa đồng sa mạc, làm sụp đổ tiêu tan những thành quỷ ngất. Chân mạc giữa điêu tàn. Sự nghiệp thiên nhân nằm trong số. Rồi tâm sự, bây giờ tâm sự tiếp tục. Để tiếp tục tâm sự. Cái ống này nó gè gè khó gà, anh hết pin rồi. Thì hết pin đi. Cả tuần chịu giờ. Về từ lúc mà về nhà, từ lúc mà về về nhà đi làm về là ngồi ca, ngồi ca nhà con mình. Anh Lộc livestream phải tắt. Ừ. Ca nhiêu đủ rồi, mệt quá ông bà cô chú ơi. Anh chị ở Louisiana, đúng rồi, em ở Louisiana. Are you disputing Johnny Wood by using quá, karaoke? Ha, hay quá chị Thắm ơi. Dạ, cảm ơn nhiều. Đâu, cái tại vì the turbine cũng như là mình ở nhà cách nhà xa lắm, khoảng cách xa lắm, không sao. Cuối tuần đang xa đâu. Cuối tuần nó cho mình thoải mái. Nhưng mà đừng có khuya quá là được rồi.
giờ mới đây mới có 10 giờ là mới 10 giờ tối ở rồi. Ở Mỹ này cuối tuần ok, cứ chơi thoải mái chứ không, chơi thoải mái không sao thôi. Đâu nhưng mình tại vì có nhiều người như là đừng có ra mà la lối chửi thầy, đừng có ồn làm phiền bên bên là sớm là được, mình chơi trong nhà không có ra ngoài, cho dù có lo hát nhạc lớn thì không sao, chơi chút xíu cũng đừng có khuya quá. Mình cũng có hỏi chủ đất trước khi mình mướn cái chỗ này, mướn cái khu đất này mình có hỏi rồi, cũng có nhiều cái lực lại mình hiểu biết được, cho nên không sao, còn sớm mình cứ chơi thoải mái. Cái lo này cũng đâu có lớn đâu, mình hát vừa đủ nha. Dạ chồng em luôn vui vẻ hạnh phúc. Dạ ở đây đó. Dạ bye anh Trung Nguyễn nha. Mệt quá. Xin chào anh Trung Nguyễn nha. Cảm ơn anh đã theo dõi và ủng hộ tụi em rất là nhiều, cảm ơn anh nha. Vô đi ông bà của chú uống chai để nghỉ. Uống chai để nghỉ. Rồi thôi thì rồi sao mình chơi tiếp tục, mình nói chuyện tiếp tục ha. Tú không sự không hiểu biết thì gào hả, không sao là có hỏi gì anh bận rồi chút nữa. Nếu tụi người tệ đặt câu trên thì từ từ vậy, tại vì người ta cũng có cái đâu sao đâu, không sao hết trơn, biết thì hỏi thôi anh, đâu sao đâu. Sợ mình làm phiền những cái lần sớm ở kế bên đó, tại vì ảnh công nghiệp bị trách phạt kia, không sao, đúng rồi. Hay quá chị ơi. Dạ chị Phú Quốc, chị Phú Quốc em ở đâu vậy em, Kiên Giang hay là ở đâu? Hải ngoại. Chào tất cả anh chị em bên hải ngoại, tối thứ bảy luôn vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Bye bye, xin chào anh Trung Nguyễn nha. Dạ hẹn anh hẹn anh là live stream tiếp theo. Cố gắng sẽ là làm live stream thường xuyên hơn, tại lúc này bây giờ là coi như là không còn bận rộn nhiều như lúc trước, không còn anh Lập và chị tối. Thấm lành tính thật như là lúc trước mấy năm trước, 1-2 năm trước. Dạ lành tính đi cho cuộc đời nó nhẹ đi chút chị ơi, chứ gì cũng nặng hết không được đâu. Chúc ai vô dễ đọc không hiểu câu đó. Tư Nguyễn, chị Ngân Nguyễn Lộc ơi, lâu sao không thấy em Hiệp đâu. Hiệp bây giờ thì theo Lộc biết á. Lộc ơi lâu sao. Ủa cái này cái gì anh? Cái gì 2005 là cái gì? 2005 Bảo cô ở. Ô thì cái người này, Bảo cô Quỳnh là ở 2005 ở Louisiana. Ở gần phi trường ở thành phố gì vậy? Kenco hả? Kenco, chắc Kenco hay Kenner. Kenco, không phải Kenco, không phải chữ vậy. Không biết rồi. Lộc ơi thì em này, cũng ai mới nói gì đâu rồi Andy. Ông thấy Hiệp Hiệp thì chúc đang làm nail Lộc thường hay thấy ở trên Facebook của Hiệp á, đang làm nail ở Sắc Đầu. Hiệp đã có mở làm tiệm nail chung với ai hay là đang mở tiệm nail rồi, đã mở tiệm nail rồi thì phải. Lâu quá không có liên lạc, hồi xưa có liên lạc. Có liên lạc từ xưa mới từ. Sau này rồi về không còn ở San Jose nữa, về Sacramento. Chung với mẹ của anh Hải hay là gì, của anh Hải vậy đó. Ở Sắc Đầu làm nail rồi tự như là tự mở tiệm nail luôn rồi đó. Thì Lộc theo Lộc biết là Lộc không có liên lạc, cho nên thì lúc đầu thì Lộc chỉ biết sơ sơ vậy thôi, nhưng mà hiện tại thì ở Sacramento, không còn ở San Jose nữa. Đó. Thì lên Facebook kiếm Hiệp Nguyễn, lên Facebook Hiệp Nguyễn là gặp liền rồi. Ông chủ có thể cho chị Thấm mấy con tơ khô tôm khô nhậu được không? Hả anh Lộc? Nguyên Hùng anh nha. Chủ có thể cho em Thấm mấy con tôm khô nhậu được không? Hả anh chủ? Cảm ơn anh Từ Nguyễn. Chúc anh cũng vui vẻ nha. Xứng đôi với vừa lửa là lửa. Vừa lửa không em? Xứng đôi vừa lửa. Tự nhiên bị đàn. Hôm nay mấy anh chị không có đi tiệc tùng cho nên nói chuyện với mình. Em bên đây mình cũng đâu có tiệc tùng gì đâu. Bên đây mình không có. Mình bên này tiểu bang của mình thì không có nhiều cuộc chứ không có nhiều cái sinh hoạt. Dạ cảm ơn. Không có nhiều sinh hoạt bằng ở những cái tiểu bang khác, có vũ trường, có này có kia. Bên này họ Phùng mà là cùng họ với em đó nha. Họ Phùng không biết.
Phùng Thị Phương. Phương 191 979 Phùng 1979. 1979 là cái kênh hả sao không biết. Không, người ta đặt chị Thấm nói chuyện cũng vui gì lắm chứ. Bởi vì Thấm nói chuyện cùng khùng vậy hả, cho nên ông trước ông bỏ ông ra đi không bao giờ trở lại, cho nên Lộc mới bước vô. Lộc mới có cái cửa sổ chui vô. Ông chịu hết nổi cho nên ông trốn. Không, cho nên không biết Lộc có chịu vô. Không biết anh có chịu nổi không chứ không khi ông trốn rồi đó. Nếu anh không chịu nổi nha, anh nhịn, anh là con nhịn giỏi lắm, nhịn lắm đó. Vậy hả, nhịn rồi làm gì nhịn nhau mức đó thấy chưa. Không nhịn làm gì nhau giờ hả, nói nghe thử coi. Không nhịn làm gì nhau, đâu làm gì đâu, ai dám làm gì em. Cắn ở Mỹ nhau hả? Ở Mỹ này á mà múa tay múa chân á là bạo hành. Tàu bạo hành này là đi 2, 4, 6 ha, tàu bạo hành ha. Nhưng mà còn mà ngoan cố mà tấn công thêm á, kiểu mà ngoan cố mà đánh người ta cũng như mà đánh rồi đó mà quay lại đánh tiếp nữa đó, cái đó là còn nặng hơn nữa đó. Đánh rồi bỏ đi vòng lại đánh nữa còn nặng gấp mấy lần lên, là án lên cao lắm đó. Cho nên tàu bạo hành đó thôi, ai là nào cho người ta đánh mình trước đi, mình có lời ha, mình mới có cái cớ được, để cũng như người ta chửi mình đó, mình chọc ra chửi thêm mình mới có cái cớ. Cái mấy người mà ba gì ba sàm ba lát mà lên chửi hoài đó, mình cứ lên mình chọc thôi ha, mình đừng có nói gì đụng chạm, cứ mình chọc cho không chọc cho cái chửi đó, chửi mình mới có cái cớ được, cái mới bắt được cái cớ người ta. Uống miếng bia đi bớt nói. Cãi cãi Phú Quốc kêu, Quốc kêu vô chị kìa, vô đi, vô hồi vô, vô hồi nước Phú Quốc ngồi bánh cười ngồi đem mình xỉn mình mồi nhậu kia. Chị có tôm khô nè, đó nhà này có ông chủ tôm khô cho nên mồi nhậu quá trời luôn. Em yên tâm nhậu tới sáng không có mồi nữa. Vô mà em hồi đó em xỉn em ngủ mất tiêu rồi. Phú Quốc ngồi cười uống cà phê. Mình kêu uống cà phê đem uống bia. Ở Kiên Giang giờ này là sáng hả, cũng vui hả. Ngọc Châu Phụng, chị theo dõi Lộc từ kênh cửa hàng Cali. Dạ đúng rồi chị. Đó, Lộc là xuất thân của Lộc là từ con suối luôn, từ con suối ở San Jose. Đó. Sao để cái hình này mình không biết cái gì. Sẽ đến từ Hà Giang. Rồi, đó. Vô. Chị vô chị Ngân Nguyễn Thị Thùy á. Đó. Tên đọc không có dấu, khó đọc tên, khó đọc. Sorry chị nha. Đó, chị từ Hà Giang, chị đến từ Hà Giang. Từ Hà Giang. Ồ, em về em đi ra Hà Giang nha chị dắt chị làm đâu cái nào đó. Chị Ngân Nguyễn nè. À. Ngân Nguyễn Thủy. Chị theo dõi từ lâu kênh Hằng luôn. Hôm nào chị cũng hóng của hai em. Chị đến từ Hà Giang. Em có coi mấy cái em ở ngoài Hà Giang mà quay về đá nhùng đá ở Hà Giang á, mình sống ở trên núi mà đá không à. Đá là sao? Giống sống như đá. Bữa nay cuối tuần ăn nhậu anh chị ơi. Đúng rồi, chị đang nhậu với em nè. Lâu lắm rồi không thấy chị Hằng quay anh Thằng. Chị đang nhậu với em nè. Lúc đầu là cũng có nấu rồi. Thì ổng đi, ổng có xe, ổng xách xe, ổng đi ngủ trên xe rồi ổng đảo vòng đó, trong vòng San Jose thôi. Nhưng mà lâu lâu cũng gặp Hằng thôi chứ không biết có gặp lần dạo này không biết nha. Dạo này không có thấy, không cuối tuần ở nhà chị ơi, cho nên buồn la nữa. Gặp Hằng hay không? Không thấy. Để nữa cho vui. Nhưng mà chị hai có liên lạc, chị hai có liên lạc với anh Thành. Đón lâu lâu lên, kêu ông ra phụ làm này kia. Vậy là chị theo dõi lâu lắm rồi. Mà ông không thèm ra, ông không thèm làm gì chứ. Mấy năm nay. Cho nên chị hai cứ kêu hoài, ngày nào cũng kêu qua giúp cái này giúp kia. Để có tiền, ông có tiền ông ăn cơm nước. Và ông đâu có chịu làm gì đâu. Cứ tật nào tánh ấy thôi. Đó, chứ chị cũng bó tay luôn. Cũng kêu ra ngoài cũng cho cơm ăn, cũng kêu cho kêu ra cho cơm ăn cho tiền nước mà còn không cho nhiều.
5-10 đồng ha, cho không nhấp cho nhiều, cho, biết cho nhiều là biết làm gì rồi, cho nên cho 5-10 đồng, cho cơm ăn uống xong cái ngày, rồi 5-10 đồng đó, đi mua thuốc lá là vậy, rồi muốn giải quyết sao giải quyết, đó, thì lên gặp mặt chút xíu, từng gặp 2-3 lần vậy đó, đó chị hai cũng khổ lắm, chị hai cũng gặp mặt ổng cũng là khổ giống lắm, nhưng mà không có xe rồi, ổng ngủ trên xe cũng đỡ, sợ ổng đi xuống suối rồi, thôi, thì có xe này kia cũng cuộc sống cũng ok. Rồi đó giờ ông sống trên xe quen rồi, ông sống xe đó gì nhiều hơn là sống dưới suối. Khi nào mà xe bị hư, bị mất cái này kia, thì là không có xe nữa thì ông xuống suối thôi. Chứ ngoài ra thì ông ở trên trên bờ, nhưng mà ông ngồi trên xe, ông vẫn lang thang ngoài đường cùng với cái đám gì ở trên bờ, cái đám gì tên Phương, tên Phương đồ này kia đó. Thôi thì sao em? Nữa không? Hay kết thúc nha. Khuya mấy giờ? 10 giờ mấy à? 10 giờ 22 phút rồi. Đó, mai Thắm còn đi làm nữa. Ờ mấy là mai chủ nhật phải đi làm. Mai em làm trễ mà, mai em làm một 10 giờ. 10 giờ, 10 giờ. Chứ không phải 11 giờ. 10 giờ. Ờ. Mai làm 10 giờ mai Thắm đi làm lâu 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 nữa làm chủ nhật thôi. Tiệm ở chủ nhật nhưng mà Thắm lâu lâu cũng đi làm. Từng làm từng không ngày chủ nhật, hiện từng làm 6 ngày rồi. Thì có từng làm chủ nhật có từng không, tại vì làm từng 6 ngày cũng mệt quại lắm, nó đuối lắm, cho nên phải cần có một ngày nghỉ ngơi. À, Lộc thì không sao, Lộc quen rồi, cuộc sống của Lộc đã cực khổ từ nhỏ tới lớn rồi, cuộc sống đã chịu đựng rất là nhiều, không sao, sức của Lộc chịu đựng đi cày đi cấy không sao hết trơn đó, đi làm từng 7 ngày không sao hết. Chị cũng họ hộ phụng đó em. Đó, cho nên ngày mai Thắm phải đi làm. Đi rồi em là xong phùng. Rồi đó phải đi rước bé ở bên nội chạy về dưới Lafayette tiếp rước bé như thành. Đi chạy khoảng bữa tiếng nào 20 phút đây từ chỗ Lộc chạy về Lafayette. Anh này anh kêu anh bữa nào gại dạ Tuyết Văn Nguyễn bữa nào dạy anh làm YouTube á giải thêm cũng được thì bữa anh nào bữa nào thì anh cứ anh ở Mỹ ha bên ở Việt Nam anh ở Mỹ Việt Nam vậy. Nếu anh ở Mỹ thì dễ hơn, ở Mỹ thì bên Việt Nam tại vì cái em không có Zalo, em không có Viber, em không nếu có dùng cái đó. Nếu em dạy kỹ thì clip này nhiều người sẽ xem nhiều là sao? Nếu em hiện giờ nếu mà livestream cho cái hạn từng tới đi thì Lộc soạn bài ra sẵn thì là Lộc nói tóm tắt lại cho dễ hiểu hơn. Thì trước tiên thì mọi người phải có cái account. Trước tiên là mọi người phải có cái email nha. Đó là ảnh ở Việt Nam á. Ở Việt Nam thì bên Việt Nam thì có lẽ là hỏi anh ở Việt Nam. Bên Việt Nam không biết có cái những cái mở cái kênh YouTube không biết có giống bên Mỹ hay không. Rất giống nhau thôi, mình như nó có tiếng Việt á, đỏ và tiếng Việt nó chỉ hướng dẫn mình đó. Nhưng mà bên Mỹ này đó là mình phải có cái account của mình rồi là bằng cái email của mình nha, cái Gmail á phải có cái đó. Trước tiên là có cái tập rồi rồi mình chọn cái hình nền của mình. Chụp vào đó rồi như chung đi email khi mà mình mở cái YouTube đó trước tiên phải có cái email cái hình của mình làm cái account của mình là để nó nhận diện mình rồi mình theo cái thứ tự mà mình điền cái thông tin của mình vào lên lịch thông tin đúng của mình vào anh Lộc em nghĩ nếu mà anh ở bên Việt Nam á em nghĩ anh làm YouTube cũng good tại nó có nhiều chỗ để mình đi quay đúng rồi bên Việt Nam thì ở Mỹ này nếu mình có con làm dễ hơn. Thì mình đi khó khăn lắm. Ở Mỹ này muốn kiếm được view ở Mỹ này là mình phải không đổi đề tài qua bên nước. Chị nói kênh chị mở rồi nhưng mà không biết cái gì đó. Không biết edit. Chị phải download một cái app về ha. Chị phải download một cái app về nữa. Một cái là gọi là CapCut. Chị đi quay giống như mấy cái cảnh đồng quê nữa. Em nghĩ ở nước ngoài nó thích coi. Có cái CapCut là một nè. Ăn uống rồi đồng cảnh đồng quê rồi kìa anh nói khách khách nè sao mai á khách khách á khách khách là cái đó là miễn phí nha cái đó mình xài miễn phí nhưng mà mình xài được thời gian ngắn rồi sao mai có làm cho sao mai hiểu không có nhiều người biết lắm có nhiều người biết lắm có nhiều người biết Việt Nam là thấy làm YouTube là dễ hơn bên Mỹ á bây giờ cái YouTube này cái nghề YouTube này đã là phổ biến rồi trên khắp cả toàn thế giới rất là phổ biến vậy, cho nên dạ, nhiều người hiểu biết dạy đi em kìa chỉ kêu anh dạy kìa lập bản lĩnh thi vọng thiện cũng như là vậy em khó lắm vậy em dạy đi em
khó là không, thành không, không, khó. Ủa anh Thiện với lộn. À, chị Tiết Minh thấm à, đi qua Cali thấm cho đi thì, tìm là anh trước tiên thì chị phải có cái như vậy rồi chị điền các cái thông tin của cái mở kênh đó. Rồi thấm chị mở rồi cho nên chị biết. Chị vào cái tháp khách Phương thì, Quỳnh hello anh Lộc chị thấm cuối tuần đây, vui vẻ nha mở cái này dạ. Con em còn cái cách khách không còn nè nó luôn phải này cấp kênh đâu rồi ủa đâu rồi lên coi cấp kết kênh thôi không thấy à, delete rồi đâu có delete đâu delete rồi đây okay, okay. Thì đâu nếu mà delete thì mình tải về là lẹ lắm tìm bấm chữ vô chữ cấp cắt ha không được. Sao anh chỉ vô khi đi mất tờ á không cấp cắt là miễn phí vô cấp cắt chứ đó. vô cấp cắt Babylon đó thì mình vô cái cấp cắt thì đây cái cấp khách là cái này đây là nhé dạ, cái cấp khách là cái này ha. Chị vô cái có thấy rõ rồi không biết nữa thì vô cái dấu hiệu này nè cái hiệu này thấy là cấp khách ha đó thì vào đây vào cho đó, cái này cái download mình download về cái này ha mình tải về cái này trước đó mình tải về cái này nè thấy rõ không biết nữa ngưỡng mộ hai vợ chồng lắm nha dạ đó. Cảm ơn Phương Quỳnh nha khi mình tải về cái cấp đó, cái video edit nhé, mãi đó. Mãi nha. Đó. Dạ cảm ơn chị Tiết Văn Nguyễn. Đó mình tải về rồi mình theo cái thứ tự đó mà mình làm. Thì ở trong đó nó có nhiều cái tính năng. Ở trong cái cấp khách nó cũng có nhiều cái tính năng, cái chống rung cũng có nè. Ở trong cái cấp khách. Cắt ghép đồ làm được hết. Ừ. Thấm dốt không chết luôn, thấm làm cũng được nè. Tại lần đầu mình hơi ấy chứ làm vài lần cái mình quen rồi. Đúng rồi. Tại lúc đầu mình hơi bỡ ngỡ đó thì rất là dễ dàng làm chừng một clip hai clip là biết rồi đúng rồi mình cứ dập mò ra tôi đã đi anh đã điện thoại lên như vậy là nó sẽ cho anh nút vàng anh biết là biết chứ không sao nút vàng là sao nút vàng là mình không nó không có bỏ quảng cáo cho mình không cho tiền bỏ cái gì lên cái điện thoại bỏ không cần điện thoại lên mình bỏ cái gì như vậy đó thì mình không sao đâu mình cứ bỏ vào cái private á, bỏ vào cái private mình edit lại cái mấy cái này á em nghĩ chị mình. Lên YouTube á chị search ra là cũng có người hướng dẫn trên đó đó hồi xưa em với Lộc cũng đâu biết làm đâu mà khi làm cái YouTube này nè cũng lên trên YouTube á rồi cái mình tìm có cũng có mấy đứa em bên Việt Nam nó cũng hướng dẫn cho mình từ chi tiết để làm hết á. Không sao hết. Cái này là cuối tuần mình nói chuyện vui vẻ không sao không có tính tiền bạc bán cá dạo này giàu rồi không cần tiền nữa à, khi mà được cái cấp khách thì nó mình sẽ vào đây nha vào cái này nha đó không hai phải không ông chủ vô này giàu không chủ đúng rồi giàu quá rồi ồ vậy ở thì hả, cái những cái tính năng nó nằm ở dưới này nè hello, cái kéo nè cái kéo là mình cắt phim đó cái kéo đó cái kéo là mình cắt phim cẩm huy ly dạ hello cẩm Huy Ly Phương Quỳnh trời anh cười anh kìa kha 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 đó. Thì những cái edit đó thì mình cái cấp cách đó mình làm miễn phí mình chỉ xài nghĩa. Trong vòng mấy tháng thôi nha mình xài được mấy tháng thôi khi mà mình dành được rồi mình phải qua những... trời ơi qua những Phú cái lúc mà mình chưa có tiền của chị nãy giờ luôn Phú Quốc không rời cái like của chị luôn ha Phú Quốc ha mình dùng mặt cái chị đó đổ rồi vô chị khi nào mà mình được quảng cáo này kia đó mình phải đổi mặt nha. Chị đỏ rồi đó chị phải đổi qua những cái nào người mà mặt đỏ cũng dở lắm liên hệ tới Erin là mình phải đóng tiền nó mới chịu đại đổ ngày mới chúc lộc gia đình nhiều sức khỏe hạnh phúc dạ cảm ơn Đức Đại Đỗ nha trước tiên chúc sức khỏe mọi người nha làm ra được những cái like chúc những hai cái, bạn luôn hạnh phúc đăng dạ. Lượt đăng ký và những lượt xem cúc đổ thì mình cứ dùng vô thôi mày chiêu vô thôi mày chiêu vô chị thăm master hay là những cái Andy khác, những cái Andy vô đi chị thấm Andy Đức Đại Đỗ bằng già vô đi gia đình nhiều sức khỏe hạnh phúc chúc Đức Đại Đỗ
mạnh khỏe nha, cuối tuần vui anh vẻ. Anh Lộc kết nối hướng dẫn Zalo an toàn hơn. Đúng rồi chị ơi, vô Zalo. Zalo Lộc không có đâu. Lộc bỏ hết rồi. Có cả Thấm có Zalo. Mà cũng ít xài lắm kìa, không biết sao cái Zalo mà ai tính nhắn tin vô Thấm không có nhận được. Không phải là không nhận được, còn giống như nó không có báo. Em không bật cái bữa hay bữa sao á, rồi mở lên mới thấy. Em không bật cái chuông sao nó báo, em bật cái chuông nghe cái tăng 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 nghe chiếc đồng nguyên cái đêm luôn. Ờ vậy hả? Không biết. Em mới bật cái chuông lên, khi mà em gài rồi đặt em vô em bật cái chuông lên. Em theo dõi anh chị từ ngày quen nhau. Quen nhau, ha, e chị với anh Lộc quen nhau hả em? Em với Phú Quốc quen nhau. Tạo lại đi. Ừ. Gì? Gì tạo? Tạo lại đi là có nghĩa tạo lại đi là gì? Ồ, tạo lại cái Zalo á, kêu tạo lại cái Zalo. Chị Thấm nên uống Red Wine. Red Wine. Mấy cái đó là đúng rồi. Tốt cho liver. Bia rượu gì cũng giống nhau hết trơn á. Thằng con trai của Thấm nó có tặng chai bữa lễ đó nhưng mà chưa có khui. Bia rượu. Hôm nay uống chai hay chai cuối tuần thôi chứ Thấm cũng ít uống lắm. Viêm viêm gan á, viêm gan á, viêm gan C. Bia rượu là bị viêm gan C hết. Chúng có bia đâu bị viêm gan C. Viêm gan C là nó bị chai gan, chai gan á. Gan chai nó không có lọc máu được. À. Lâu lâu uống chai hay chai nhỏ nhỏ này thôi chứ cũng mà bữa nào vui cũng uống hơi nhiều quá nha. Bữa nào không uống nhiều là bỏ chai trước. Sợ lắm. Có khi mà gặp bạn mình thích đó rồi cũng uống nhiều á. Cũng nhiều sảnh luôn á, nhưng mà cũng ít ít có trường hợp đó lắm. Tại vì uống xong rồi sảnh cũng hơi, lâu, nó cũng hơi lâu mệt. Lâu mới gặp bạn bè mới uống thôi. Chứ nhất là về nhà anh Tâm á, nhà anh Tâm, nhà bạn của Thấm á nhỉ. Lâu lâu vô đi, Tommy, Chiều, and Andy, and Phú Quốc. Trời, Phú Quốc là quê hương của tôi đó nha, Phú Quốc ơi. Việt Nam Phú Quốc, em ở đâu vậy Phú Quốc? Vì Việt Nam nãy mới nói rồi, hỏi ở nữa. Đâu? Từ Phú Quốc á. Phải đâu, tại tên thôi. Tên Quốc có gì đó, đặt Phú Quốc kêu, luôn đó. Em kêu Phú Quốc, thì đảo Phú Quốc chứ đâu. Thì đảo Phú, nãy Phú Quốc ở chỗ em mà. Phú, biết là Phú Quốc ở chỗ em nhưng mà nhiều khi cái tên thôi. Hồng Miễn, alo. Thấm nay trong ngầu, ngầu thế. Chúc Thấm và Lộc Mệnh khỏe già, hạnh phúc. Cảm ơn nhiều Hồng Miễn. Thiệt mà phụ nữ mà cầm chai bia uống thấy ngầu thiệt hả chứ. Mặt em đỏ luôn rồi kìa, nhìn mặt em đỏ chứ. Mặt em đỏ là... Cô kia má đỏ hồng hồng. Có chồng hay chưa? Cô kia có chồng hay chưa để lại anh hôn miếng. Dạ em chưa có... Em chưa có... gì em đang... gì ống... ống chè á? Ờ em đang ống chè. Em đang ống chè. Nó tiếng lắm nó gớm. Em đang ống chè. Bây giờ ở nhà có hai người à. Em bé anh đi là đi chơi rồi. Còn hai, mai mới đứa nó về. Còn hai em già lên 8. Lên ngồi tâm sự với ông bà cô chú anh chị. Mà live stream này cũng vui á, có ông bà cô chú anh chị em tâm sự nói chuyện đồ giống như mình đang nói chuyện với nhau vẫn vui nghe hả? Nói chuyện mà bạn thân lâu ngày để nói chuyện. Nhưng mà tới chuyện gì tương tác như vậy nè. Những cái gợi đến từ tình thương thì lúc đầu là có cái lối suy nghĩ thí dụ như là những anh chị em mình, như là nguyên cái gia đình của mình hiện giờ là những người ủng hộ của mình. Fan của của anh Lộc là toàn là thì người đàng hoàng, lúc nào cũng khen rồi chúc không à. Thì Lộc nghĩ là những cái chúc cái anh tên chị của mình cuối tuần vui những người vẻ, ở nơi khác khắp châu em ngủ trước đây 11 giờ người nào rồi như là em chào những sự khó khăn chào Vi Vinh Lưu nha, chúc em ngủ ngon nha, giúp đỡ lẫn nhau, người kia giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng này. Em xem anh chị từ ngày làm YouTube tới giờ, cảm ơn em nha Phú Quốc ơi, cảm ơn em đã theo dõi tụi chị nha. Cuộc sống của những người gặp cơ nhạy, những người nào gặp khó khăn trong bước đường đời đó, thì những người ở gần kế bên có dù là không quen biết mình giúp đỡ lẫn nhau thì cuộc sống cho thoải mái hơn. Nè anh đọc này nè. Cái gì? Uống bia cho má em hồng, cho môi em thấm, cho chồng em thương. Hay. Hello anh Lộc và chị Thấm. Thấy thương à? Dạ. Thương thương dạ. Nổi rồi. Cứ hành hạ Lộc mỗi lần uống bia vô là Lộc sẽ quậy. Dạ. Cảm ơn chị. Chào Thấm. Chúc dạ. Chị cuối tuần vui vẻ nha. Từng like một lần gắn kết. Em tình ở Phú Quốc. Ờ Phú Quốc luôn hả? Chị có dì hai á, chị có dì hai bên Phú Quốc á, mà không biết ở chính xác là chỗ nào nhưng mà thì có dì hai ở Phú Quốc. Lúc trước là có đề nghị, lúc trước là chào đề nghị với Thấm nha, Mai Hạnh Hoàng, trong thời dạ. gian là một hai năm đầu đó,
Rất là gian nan. Chào lộc thắm nhe Mai Hạnh Hoàng. Dằn dặm mà có cơ hội đó. Kim. À, cho nên xin chào lộc. Mới đây thắm chúc vợ chồng vui vẻ hạnh phúc. Dạ cảm ơn. Thạch Kim. Mới có thời gian chào em gái Vi Bình Lưu. Sẽ cố gắng làm hai, hai vợ chồng dễ thương. Dạ cảm ơn Cúc Đỗ. Quý em ở thành phố Phú Quốc. Hai vợ chồng giữ mãi kỷ niệm đẹp này nha hai bạn rất. Cố gắng các em. Dạ cảm ơn Đức Đại Đỗ. Thu Văn Trương. Hello Andy. Thắm Quỳnh. Chúc chị cuối tuần vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Dạ cảm ơn. Châu Phụng. Rồi. Đó mình ngồi Châu Phụng. Cuối tuần thì thôi thì mình ngừng ha. Ngừng chơi, chịu ngừng chơi. Uống hết chai đi rồi. Say goodbye và cô chốn cho em đi. Bây giờ là 11:37 rồi. 10:37 rồi. Hello Lộc Thắm. Thu Good chân. Night sister Vin. Xin chào. Thôi thì cái video này cũng đã hơi dài và cũng đã rất là vui. Cô khi mà tâm sự của với Lộc các thấm mà cô chú anh chị em của mình tiếp trên quảng cáo mình cho vợ chồng Lộc Thắm có giờ. Dạ cảm ơn cô Mai Hạnh Hoàng. Cô Hạnh Hoàng khỏe không cô Hạnh Hoàng? Đó thì thôi thì tới đây tạm ngừng nhé. Đầu vợ chồng Lộc xin cảm ơn tất cả đã theo dõi và ủng hộ. Và hy vọng thôi, tuần tới sẽ gặp lại các bạn ở trên kênh của Nguyễn Dung Lộc Family. Và để tâm sự cuối tuần và tìm hiểu thêm cuộc sống của mình, sức khỏe lẫn nhau. Chúc cô sức khỏe nha cô. Rồi, Lộc xin chào tất cả. Giờ muốn xem lại đoạn anh Lộc nhõng nhẽo. Nè. Nhẽo gì kỳ vậy trời, nhõng nhẽo giống baby khóc vậy. Ok, thắm xin chào tất cả anh chị em trên kênh Nguyễn Dũng An Lộc Family nha. Và chúc anh chị ngày cuối tuần vui vẻ. Rồi, xin chào tất cả. Bye bye, I love you all. Giờ muốn xem là em đang ở Việt Nam theo dõi Lộc. Lộc cộng lúc ở suối cơ nên theo dõi hai vợ chồng từ lúc hằng ra ly. Chúc vợ chồng hạnh phúc nha, cảm ơn anh Thạch Kim. Bạn Thạch Kim xin chào. Thôi giờ chín là gì ta? Gì? Thôi giờ chín, thôi cái chữ gì với số chín là gì? See you next.